Lúc này Hàn Lập mới phát hiện, chính mình đang ngồi trên một vách đá treo leo, cô độc bên ngoài vách núi, bốn phía chỉ nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, từng đám mây ti hình dạng khác nhau, lớn nhỏ không đều buông xuống màn trời. Đúng lúc này, hắn chợt nhìn xuống bàn tay phải, lòng bàn tay còn đang nắm miếng ngọc giản ghi chép trận đồ quang âm thiên tuyển đại trận di la lão tổ cho hắn. Nhưng giờ đây, ngọc giản này giống như bị một lực lượng kỳ lạ bao vây, đang nhanh chóng phai nhạt, như thể đang dung nhập vào trong hư không. Hàn lập biến sắc, sau đó hình như nghĩ tới điều gì vội vàng lật tay lấy ra ba đồ vật ẩn chứa lực lượng thời gian di la lão tổ cho hắn quyển sách ngọc màu vàng còn có hộp vàng lúc trước lấy ở tàng công các những vật này giống như ngọc giản cũng đang nhanh chóng phai nhạt sau mấy hơi thở đều biến mất không để lại một chút vết thích hàn lập nhìn thấy tình huống này cũng không kinh ngạc quá mức xem ra sư tôn nói đúng những vật này không cầm theo được hắn thì thào nói ra lần trở về chân môn môn này hắn thu hoạch đã đủ nhiều những vật này biến mất cũng không sao. Chỉ là Di La Lão Tổ bảo hắn đi cái gì Diêm La Chi Phủ, nơi này hắn chưa từng nghe nói qua, chỉ có thể để sau này từ từ điều tra, không biết Di La Lão Tổ đang làm trò quỷ quái gì. Hàn Lập không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục dò xét xung quanh. Hào tiểu tử, nhục thân trải qua thời gian xuyên qua dài như vậy, lần đầu tiên không có trưởng thiên bình làm tọa độ trở về, thế mà thần hồn chỉ bất ổn trong chốc lát liền khôi phục như thường. Lúc này, thanh âm bình linh âm đột nhiên vang lên bình linh tiền bối lần này nhờ có người hỗ trợ đa tạ hàn lập nghe vậy vội vàng lấy trưởng thiên bình từ trong ngực ra trả lời được rồi không cần nhiều lời khách sáo sau đây ta lại ngủ say một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức tiểu tử ngươi tự cầu phúc đi cũng đừng bất thần mà chết bình linh trừng mắt nhìn có chút không kiên nhẫn nói ra tiền bối có biết trước mắt chúng ta đang ở chỗ nào hàn lập hỏi khí tức bốn phía ngươi có lẽ đã dò xét qua thiên địa linh khí so với tiên vực có nhiều khác biệt, nghĩ đến hơn phân nửa là ở man hoang giới vực, cụ thể là chỗ nào. Cái này quỷ mới biết, man hoang giới vực diện tích to lớn, ngay cả ba nghìn tiên vực đã biết cũng chưa chắc nhiều hơn, trong này chân linh yêu vật sinh sống nhiều vô kể, cho nên mới nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút. Bình linh tiếng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Theo tiếng nói hạ dần, hai con mắt như hạt đậu trên thân bình cũng biến mất không thấy. Bất đắc dĩ, Hàn Lập đành phải đem cất nó vào trước áo ngực một lần nữa, đứng lên khỏi mặt đất. Hắn chậm rãi đi đến rìa vách núi, nhìn xa xa xuống phía dưới, trong tầm mắt chỉ thấy cát vàng, thỉnh thoảng có dãy núi nhấp nhô, có thể nhìn thấy từng mảnh sa mạc màu nâu đỏ và một vài thảm thực vật màu xanh lá. Mà thôi, trước tiên tìm một chỗ an ổn, bế quan một thời gian rồi nói sau. Hàn Lập trong lòng than nhẹ một câu, dứt lời, thân hình hắn lướt dài ra, hóa thành một đạo thanh quang bay thẳng tới vùng nội địa cát vàng. Sau hơn một tháng bay lượn trên sa mạc rộng lớn, cát vàng minh mông rốt cục được thay thế bằng một vùng ốc đảo xanh tươi. Dọc đường Hàn Lập gặp phải không ít sa thú tập kích, nhưng cũng không từng dừng lại, chờ đến ốc đảo gần bên một gò núi mới hạ người xuống, dự định nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục lên đường. Nhưng, hắn còn chưa kịp ngồi xếp bằng điều tức, bỗng nhiên nhướng mày, ngóng nhìn về phía một gò núi khác, nơi đó đang truyền ra từng đợt nguyên khí va chạm chấn động kịch liệt. Sau một hồi hơi do dự, Hàn Lập áp chế ba động tiên linh lực toàn thân xuống. Che giấu tốt khí thức của mình xong, thân hình hắn bay lên, phi rất nhanh tới bên kia. Khoảng cách rút ngắn rất nhiều, Hàn Lập liền nghe từng đợt âm thanh tựa như dã thú gào thét hỗn loạn. Đến khi hắn vượt qua một triền núi khác cao lớn hơn, liền thấy một màn hỗn loạn vô cùng. Trên một mảnh bình nguyên dưới triền núi, hai nhóm bộ tộc man hoang đang rơi vào một cuộc giao chiến kịch liệt. Trong đó, một nhóm bộ tộc có tộc nhân thân cao hơn ba trượng, thân người đầu tê giác, toàn thân đen như mực, chỉ có đầu mũi sừng tê có ngân quang sáng loáng, trên da thịt phản chiếu từng điểm ánh kim. Số lượng tộc nhân chừng mấy vạn, trong tay đều dơ cao búa phá núi. Lúc người tộc này chém giết, trong đôi mắt hiện lên huyết quang, từng người như lâm vào trạng thái cuồng hóa, căn bản không biết đau đớn, cũng không sợ tử thương, chỉ một mực lao tới trước tấn công mạnh mẽ, tiếng gào rú vang khắp không trung. Số lượng nhóm bộ tộc kia so với chúng còn nhiều hơn, hình thể thì lại nhỏ không ít, nhìn giống như loài hổ báo bình thường, trên nửa người trần trụi mọc nhiều vân văn lốm đốm. Khi mỗi tên hành động, chân tay đều dùng, nhanh nhẹn như gió. Trên tay chúng cũng không có binh khí gì, tiến công hoàn toàn nhờ cốt chảo tự thân sinh ra, cực kỳ sắc bén, cứng cỏi. Hai phe này, một da dày thịt béo, lực khỏe vô biên, một hành động như gió, công kích sắc bén, đều có lợi về một mặt nào đó, thế lực ngang nhau. Từ đó cũng khiến cho hai phe tranh đấu vô cùng thảm khốc, trên chiến trường sớm đã la liệt mảnh chân tay cụt, máu chảy thành sông. Hàn Lập đứng ở đằng xa trên triển núi, ánh mắt quét qua chính giữa chiến trường, thấy một khu vực hơi có vẻ trống trải. Tộc chúng của cả hai tộc khi liều chết giao tranh đều cố ý tránh né nơi này. Ở trung tâm vị trí này, một cự tê hình người thân cao gần 10 trượng đang đơn độc chém giết cùng một tên vân văn hổ báo thân hình mạnh mẽ. Phương thức công kích của hai tên này không giống lắm với đám người cùng bộ tộc. Ngoại trừ ý vị chém giết nguyên thủy tràn ngập bên ngoài, còn xen lẫn một chút pháp thuật thần thông, uy lực đều không tầm thường. Không cần phải nói, hai người này hẳn là thủ lĩnh hai nhóm bộ lạc man hoang ngay khi hắn xem xét tình hình chiến trường tên vân văn hổ báo cầm đầu kia bỗng nhíu mũi tựa hồ ngửi được mùi trên người hàn lập quay đầu nhìn sang triển núi trầm giọng quát ầm lên hình như là mùi thối trên người lũ nhân tộc ti tiện kia nghe thấy lời ấy ngân giác cửa tê đang kịch chiến với nó cũng dừng động tác tấn công quay đầu nhìn sang bên đó ta chỉ tới xem một chút thôi trong lòng hàn lập hơi động biết là chọc tới phiền phức đành phải giận dữ nói nhưng bộ lạc man hoang kia không quan tâm điều này, ngân giác cửa tê và vân văn hổ báo đồng thời phát ra một tiếng gào thét sung trời. Trong nháy mắt, tộc chúng còn lại tự lui về phần riêng mỗi bên, đình chỉ chém giết. Bên kia có nhân tộc, giết hắn. Hai thủ lĩnh bộ lạc thủ lĩnh đồng thanh ra lệnh, rứt lời, hai bộ lạc vừa rồi còn chém giết không phân thắng bại, vậy mà lập tức gác lại hạ tranh đấu, nhao nhao nổi giận lao đến bên triển núi. Giết hắn, giết, giết, thân hình hàn lập khẽ động, vốn định cứ thế mà đi, cũng không muốn cùng bọn chúng so đo, nhưng nghĩ lại, bây giờ chính mình ở phương nào còn không rõ, không bằng hỏi từ trong miệng những người này. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Lập liền điểm mũi chân một cái, thân hình bỗng lao ra, bay lên không chung. Ánh mắt hắn nhìn vào hai thủ lĩnh bộ lạc kia, thân hình hạ xuống, cả người như thiên thạch đập xuống phía bên đó. Ngân giác cực tê thấy vậy, đi trước vùng vẩy một cây búa lớn, bổ vào trên không, thân búa sáng lên huyết quang, hóa thành vô số lưỡi gió màu máu, bao phủ một phương thiên địa lại, đánh úp về phía Hàn Lập. Trên thân vân văn hổ báo kia phóng mạnh hào quang, khi bốn chân chạy, dưới chân được bao quanh bởi mây vàng, từng bước lên cao từ phía dưới, nhanh chóng đuổi ra sau lưng Hàn Lập. Hai người này tuy là hai phía đối địch, một kích phối hợp này lại vô cùng ăn ý, người trước phong tỏa ngăn cản tất cả không gian mặt chính và mặt bên Hàn Lập, người sau thì lợi dụng ưu thế tốc độ ngăn sau lưng. Một khi Hàn Lập bị lưới búa ngập trời làm cho lùi lại, Vân Văn Hổ báo sẽ mượn cơ hội lừa đối phương bay lên, tiến hành tập kích giết chết. Hàn Lập thấy vậy, con người bỗng co rụt lại, chương 1154, huyết mạch bát phương. Đối mặt huyết hồng phong nhận đầy trời, Hàn Lập không một bước lui, ngược lại trên thân lóe lên thanh quang, ra tốc vỏ tới trước, đụng thẳng vào trong phong nhận. Tưởng tượng của đám người là Hàn Lập sẽ bị phân thây muôn mảnh lại không hề xuất hiện, Hàn Lập dựa vào nhục thân mạnh mẽ, trực tiếp chân tất cả phong nhận vỡ nát, một cước đạp ngân giác cự tê phía dưới. Trong lòng cự tê giật mình, có chút ngạc nhiên với thể phách cường đại của tên nhân tộc này, nhưng phát giác khí tức trên thân hắn cũng không quá cường đại, nên hồn nhiên không sợ, lại sách dìu ra nghênh đón. Hàn lập một cước dẫm trên phong nhận cự phủ, tinh thần chi lực thể nội bỗng nhiên bộc phát, dưới chân phát ra một tiếng bạo minh. Kết một tiếng giòn vang, trên thanh chiến phủ khổng lồ kia liền vỡ ra vô số kẽ nứt như mạng nhiệt, rầm rầm nát bấy. Ngân giác cự tê cầm búa cảm thấy hai tay chấn động, một cỗ cảm giác chết lặng trong nháy mắt lan khắp toàn thân, hai chân khẽ cong, đúng là dưới cự lực này áp bách, trực tiếp quỳ xuống. Hàn lập dựa thế phóng lên, thân hình trong nháy mắt lóe lên, dịch tránh một chiêu âm hiểm đánh lén của vân văn hổ báo, sượt qua bên cạnh thân mình, một tay chụp lấy phần gáy của nó, nhẹ nhàng bóp, một cỗ lực lượng thẩm thấu vào trong, làm cho nó mất đi năng lực phản kháng. Tay hắn cầm theo vân văn hổ báo đang toàn thân bùn rùn, thân hình lần nữa rơi xuống, một cước dẫm lên đầu vai ngân giác cự tê đang định đứng lên, lại lần nữa đè nó quỳ xuống dưới hết thảy nhìn như dài rằng giặc, kỳ thực phát sinh ngay trong lúc Hàn Lập vừa rơi xuống, thậm chí đa phần tộc nhân hai bộ tộc chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra, đã thấy thủ lĩnh của mình bị Hàn Lập hàng phục. Đám người hai bộ tộc bên kia triền núi nhau nhau xông tới, vây Hàn Lập vào chính giữa, kêu gào để hắn thả thủ lĩnh tộc mình. Hàn Lập không phản ứng với những người này, một tay nhấc vân văn hổ báo lên, giơ lên trước người, hỏi. Các ngươi là bộ tộc gì? Vì sao tranh đấu ở đây? Toàn thân vân văn hổ báo vô lực, chỉ mở mắt ra nhìn hàn lập trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận phẫn nộ nhưng không mở miệng trả lời ta nghĩ ngươi hẳn là biết siêu hồn thuật là gì đừng ép ta dùng đến thuật này tư vị kia tuyệt đối không dễ chịu a à. sắc mặt hàn lập phát lạnh lạnh lùng nói ra nghe thấy lời ấy thân thể vân văn hổ báo khẽ run lên nhưng vẫn không mở miệng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hàn lập cười lạnh một tiếng nâng lên một ngón tay điểm tới chán của gã trên đầu ngón tay lóe lên tinh quang một đạo tinh thi như linh xà nhô ra, uốn lượn dẫy rụa đi đến mi tâm vân văn hổ báo kia. Chúng ta là ngân giác tê bộ, bọn hắn là vân văn hổ bộ, sở dĩ tranh đấu ở đây là vì mối thù truyền kiếp của bộ tộc. Không chờ vân văn hổ báo kia mở miệng, ngược lại ngân giác cử tê dưới thân bị hắn ép không cách nào động đậy lại mở miệng nói ra. Hàn lập nghe lời ấy, thân sắc hơi động một chút, nhưng trong lòng thầm nghĩ, việc này tựa hồ có ẩn tình khác. Thế mà chủ động trả lời thay kẻ thù truyền kiếp của ngươi, xem ra ngươi cũng không muốn ta siêu hồn hắn chuyện này chứng tỏ chính ngươi đang muốn giấu giếm ta thứ gì hàn lập nhìn xuống ngân giác cửa tê dưới thân cười lạnh nói ra cửa tê thấy thế trong lòng sợ hãi lại ảo não chỉ có thể thầm mắng không ngừng nhân tộc quả nhiên đều là loại âm hiểm xảo trá hàn lập nói xong không mảy may do dự nữa đầu ngón tay đâm vào mi tâm vân văn hổ báo một ít tinh mang từ đầu ngón tay hắn sáng lên một đạo tinh thi trong nháy mắt chui vào đầu lâu vân văn hổ báo kia. Giống, chỉ nghe trong miệng ngân giác cử tê phát ra một tiếng hét to, vừa rồi hai bộ tộc còn chém giết không ngừng, giờ phút này lại không để ý đến an nguy hai thủ lĩnh chút nào, giống như thủy triều phóng đến Hàn Lập. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, bên ngoài thân liền có một mảnh thanh quang bắn ra, trên 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đột nhiên sáng lên kim quang, hóa thành 36 cây lôi trụ màu vàng, vần quanh mấy trăm trượng bên ngoài thân hắn. Trên lôi trụ màu vàng điện quang cuồng thiểm, từng đoàn từng đoàn lôi cầu màu vàng to lớn từ trên đó tuôn trào ra, chạy qua chạy lại 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, dòng điện phun trào ầm ầm không ngừng bên tai. Những man hoang dị chủng này vốn e ngại thiên lôi địa hỏa, bị bức tường kim lôi của Hàn Lập cách trở, trong lúc nhất thời nhao nhao trần chờ, không dám tiến tới phía trước nữa. Hàn Lập thừa dịp này, cực nhanh siêu hồn vân văn hổ báo. Sau một lát, ánh mắt của hắn hơi lóe lên, chậm rãi thu ngón tay về, thần sắc lại trở nên có chút cổ quái. Từ trong trí nhớ của Vân Văn Hổ báo này, Hàn Lập biết được nguyên nhân hai bộ tộc này bộc phát xung đột quyết tử. Ngân giác cửa tê kia cũng không nói dối, giữa hai bộ tộc bọn họ có mối thù truyền kiếp, đời đời kiếp kiếp tại khu vực man hoang này chém giết mấy trăm vạn năm. Nhưng mà, lần này bọn chúng bộc phát tranh đấu lại không phải nguyên nhân này. Nguyên lai 30 năm trước, chân Linh Vương do man hoang chúng tộc phụng làm cộng chủ, đột nhiên truyền xuống chiếu lệnh, muốn tổ chức huyết tự đại hội tại Thánh Điện ở Bát Hoang Sơn, triệu tập tất cả bộ tộc có tồn tại huyết mạch viễn cổ bát phương tụ tập đầy đủ tại bát hoang sơn viễn cổ bát phương này chính là 8 vị chân linh chi vương thời kỳ viễn cổ thống trị man hoang giới vực chỉ là không biết trong lịch sử man hoang giới vực phát sinh biến cố gì lúc trước 8 vị chân linh chi vương giờ chỉ còn tồn tại một vị chân linh vương mà hậu duệ mấy vị chân linh vương huyết mạch còn lại cũng gặp chuyện khác nhau bây giờ giải rác toàn bộ man hoang giới vực trong đó huyết mạch tinh thuần vẫn như cũ là chúa tể một phương huyết mạch hỗn tạp chút thì mặc dù trí vương giả không còn, nhưng hậu đại trải rộng, thế lực cũng không thể khinh thường. Về phần thảm hại hơn một chút, thậm chí khả năng huyết mạch đoạn tuyệt, khó mà truy tung. Huyết tự đại hội này, nguyên bản chính là hội nghị thịnh hội nhất tai man hoang giới vực từ xưa tới nay, nhưng cũng vì bát vương huyết mạch không đủ, đến nay đã mấy ngàn vạn năm không còn tổ chức. Lần này chân Linh Vương muốn một lần nữa tổ chức hội này, một khi tin tức truyền ra, tựa như một cước vào nước, lập tức khơi dậy toàn bộ man hoang giới vực ngàn cơn sóng, làm tất cả bộ tộc man hoang giới vực có thể tham dự hội này cảm thấy vinh quang. Hai tộc Ngân Giác Tê và Vân Văn Hổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là hai tộc bọn họ không có chút quan hệ nào với man hoang bát phương, đừng nói là 16 đại hoang tộc có thực lực cường đại nhất, dù là thực lực gần với man hoang bách tộc phía trước cũng chiếm không được một chỗ cắm rùi, căn bản chỉ là tiểu tộc mặt lưu, tự nhiên không có tư cách đi tham gia lần huyết tự đại hội này. Đương nhiên, Hai tiểu tộc xa xôi này vốn cũng không có hy vọng xa vời có thể tham dự hội này, dù sao những bộ tộc còn lưu lại huyết mạch tám vị chân linh vương kia, trên cơ bản đều là một trong 16 đại hoang tộc. Chỉ là bởi vì một lần tình cờ, ngân giác tề tộc phát hiện một đầu ấu thú bên ngoài bản tộc, thể nội nó vậy mà ẩn chứa huyết mạch một trong man hoang bát phương. Ấu thú này tựa hồ đã bị trọng thương, bây giờ còn đang ngủ say, được ngân giác tề tộc bảo vệ. Thế nhưng ngay lúc ngân giác tề tộc chuẩn bị, bí mật hộ tống ấu thú tiến về bát hoang sơn, thì không biết tại sao tin tức lọt ra ngoài bị cửu gia vân văn hổ tộc biết được. Vân văn hổ tộc tự nhiên không cam lòng để ngân giác tê tộc lập đại công này, dù sao một khi ngân giác tê tộc đắc thế, ngày sau vân văn hổ tộc bọn họ có nguy cơ diệt vong, cho nên thừa cơ công sát ngân giác tê tộc, tính đoạt ấu thú kia đến tay. Bàn tay hàn lập buông lỏng, thân thể vân văn hổ báo bị hắn cầm trong tay mềm nhún, ngã trên đất, ngất đi. Ấu thú được người cứu, bây giờ ở đâu? hàn lập cúi đầu nhìn thoáng qua ngân giác cửa tê bị hắn gắt gao đẻ dưới chân cửa tê buồn bực không nói trong đôi mắt chợt có một đạo dị quang sáng lên hàn lập thấy thế giật mình vội vỗ một trường xuống đặt trên đầu của nó trách mắng sợ ta siêu hồn ngươi vậy mà dám tự bạo nguyên thần thật là điên rồ ngươi đừng mơ tưởng lấy được nửa điểm tin tức từ ta trong miệng ngân giác cửa tê có vết máu tràn ra giận dữ hét với hàn lập trong lòng bàn tay hàn lập sáng lên một mảnh tinh quang Lấy luyện thần thuật bảo vệ thức hải và nguyên thần của nó, ngăn nó tự bảo. Tộc chúng ngươi mấy vạn, một mình ngươi tự bảo nguyên thần thì làm được gì, ta nếu muốn tìm ra ấu thú kia, ai cũng không ngăn được, hiểu không? Ta niệm tình tâm trí ngươi kiên nghị, không sợ lấy cái chết bảo hộ huyết mạch chân linh vương kia, không muốn giết ngươi, ngươi cũng đừng có tự tìm đường chết. Hàn Lập nhíu mày, nói ra, nghe Hàn Lập nói vậy, ngân giác cửa tê mới thoáng tỉnh táo lại một chút, nhưng ngay sau đó nó liền nói ra nhân tộc các ngươi quỷ kế đa đoan, tuyệt không thể tin, người cứ thống khoái giết ta. Tin hay không là tùy ngươi, ta cũng không có ác ý gì với ấu thú kia, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, chỉ cần ngươi thành thành thật thật trả lời, hỏi xong sẽ thả các ngươi đi. Hàn Lập nói ra, thấy Hàn Lập cũng không giết chết Vân Văn Hổ Báo, lại ngăn mình tự bạo, ngân giác cự tê liền tin tưởng thêm mấy phần. Chuyện này là thật, nó nửa tin nửa ngờ hỏi, vị trí bộ tộc các ngươi thuộc khu vực nào của man hoang giới vực? Hàn Lập hỏi. Nghe Hàn Lập tra hỏi, ngân giác cử tê hơi trần chờ hiển nhiên là không ngờ Hàn Lập lại hỏi cái này. Chúng ta thuộc tộc địa do địa long tộc quản hạt, ở vào biên thủy Tây Nam. Hơi dừng một chút, ngân giác cử tê đáp, Hàn Lập nghe được đáp án này, cũng ngẩn người ra, đây là đáp án gì chứ? Địa vực man hoang giới vực các người phân chia như thế nào? Có vị trí như thế nào với các đại tiên vực? Lông mày hắn nhíu lại, tiếp tục hỏi, man hoang giới vực chúng ta vô biên vô hạn, địa vực phân chia luôn luôn lấy quyền sở hữu của các đại bộ tộc làm căn cứ, tỉ như các tộc địa cửu vĩ thiên hồ tộc, đại minh khổng tước tộc. Vị trí tộc địa địa long tộc, so với tiên vực, đại khái ngay giữa kim nguyên tiên vực và linh đài tiên vực. Ngân giác cử tê đáp, giữa linh đài tiên vực và kim nguyên tiên vực, đây không phải là chỗ cửu nguyên quan thuộc đại kim nguyên tiên vực sao. Hàn lập trầm ngâm một lát, thì thào nói ra, hắn không ngờ, nhục thân mình xuyên không, vậy mà đánh bậy đánh bạ lưu lạc đến gần đại kim nguyên tiên vực. Vừa nghĩ đến đây, ý nghĩ trong lòng Hàn Lập lại đến. Bất quá rất nhanh, hắn liền bóp chết ý nghĩ này, lần trước gặp phải hai nữ tử một băng một hỏa kia truy sát, khiến cho hắn hiểu được thực lực của mình hôm nay chênh lệch rất lớn với tu sĩ Đại La Trung Kỳ, mạo hiểm tiến vào Đại Kim Nguyên Tiên vực dò xét tin tức Kim Đồng, không khác gì tự tìm đường chết. chương 1155, Ấu Thú, phát hiện Hàn Lập có điểm xuất thần, ngân giác cử tê tranh thủ dẫy dụa thân mình một chút. Ánh mắt Hàn Lập chợt đanh lại, hắn nhẹ nhàng giơ chân đạp xuống một luồng man lực như thái sơn áp đỉnh lập tức khiến thân hình ngân giác cử tê lún sâu xuống đất thêm vài phần tuy ta đã nói không giết ngươi nhưng ngươi cũng nên biết tiếc mạng ngữ khí hàn lập bình thản mà lại vô cùng lạnh lùng thân thể cử tê run lên một chập không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa ấu thú có huyết mạch viễn cổ chân linh vương kia thuộc chủng tộc nào có thần thông gì hàn lập lên tiếng ta không biết ngân giác cử tê không hề do dự nói quả nhiên nên trực tiếp siêu hồn mới phải hàn lập cả giận nhíu mày ta thật sự không biết ấu thú rơi vào trạng thái phong cấm ngủ say tựa như đã hóa thạch vậy thân thể nó không hề có chút ba động khí thức nào ta căn bản không thể xác định được chủng tộc của nó ngân giác cờ tê vội vã giải thích hừ nếu vậy thì ngươi làm sao biết nó sở hữu huyết mạch chân linh vương hàn lập hừ lạnh một tiếng huyết mạch viễn cổ chân linh bát phương hoàn toàn khác với các chủng tộc còn lại trong man hoang này trời sinh có năng lực áp chế đối với chúng tộc man hoang. Giống như đàn sói gặp lang vương vậy, trời sinh đã có ý niệm thần phục. Ngươi không phải là người tộc ta, tất nhiên sẽ không biết. Ngân giác cực tê lại đáp, thật ra, chuyện này Hàn Lập cũng biết chút ít, trên người hắn mang lực lượng của thiên phượng, có thể áp chế rất nhiều loại yêu cầm khác. Dẫn ta đi gặp ấu thú, Hàn Lập ra lệnh, nếu như đã mang trong mình huyết mạch chân linh vương, vậy lực lượng huyết mạch đó tất nhiên sẽ không yếu kém. Hiện giờ, kinh chập thập nhị biến của Hàn Lập còn thiếu hai loại huyết mạch chân linh nữa, nếu có thể thu thập được một chút huyết mạch cường đại nữa từ ấu thú kia, hẳn sẽ giúp thiên sát chấn ngục công của hắn tinh tiến thêm một tầng. Sau này bồn ba giữa đại kim nguyên tiên vực ắt sẽ có thêm vài phần thực lực. Người mới vừa nói rằng hỏi xong sẽ thả chúng ta đi, giờ lại lật lọng. Nhân tộc quả thật đều không thể tin tưởng, ngân giác cực tê giận dữ, ai nói với người ta là nhân tộc, hàn lập bất động thanh sắc nói, người không phải nhân tộc, điều đó không có khả năng ngân giác cự tê lắc lắc cái đầu đồ sộ ánh mắt hàn lập chợt lóe hào quang huyết mạch chân linh trong cơ thể cấp tốc vận chuyển hào quang trói mắt lập tức bao phủ toàn thân hắn còn có những tia điện bàng bạc nhẹ nhẹ phiêu phủ xung quanh hắn trực tiếp thi triển biến thân lôi bằng hóa thành bộ dáng yêu cầm cực lớn với bộ lông bạc đồng thời tâm niệm hàn lập chợt động liền thu hồi thanh trúc phong vân kiếm vào trong cơ thể rồi hiển lộ thân thể yêu cầm cao lớn trước mặt đám người hai bộ lạc ngân giác tê và vân văn hồ. Hàn Lập biết rõ nếu hắn sử dụng thân phận nhân tộc, tuyệt đối không thể khiến mấy kẻ kia dẫn hắn đi gặp ấu thú. Và lại, hắn thật sự không thể nhẫn tâm chém tận giết tuyệt hai bộ lạc bọn họ, nên đành sử dụng hạ sách này. Cảm nhận được khí tức chân linh hùng hồn trên người Hàn Lập, toàn bộ tộc chúng hai bộ lạc đồng loạt kinh sợ. Ngươi, ngươi, điều này sao có thể? Ngân giác cử tê lắp bắp kinh hãi. Huyết mạch chân linh trên người ta không giả phải không? Hơn nữa, đối với ấu thú trong miệng người ta vẫn chưa có ác ý, Người nói nó vẫn đang trong trạng thái ngủ say, chưa biết chừng ta có thể giúp đỡ nó một hai. Lôi bằng cất tiếng ông ông như chuông đồng, lời còn chưa dứt, hai cánh lôi bằng đã giang rộng, thân thể nó phóng lên không chung, hai cánh quạt mạnh, giấy lên từng trận cuồng phong gào thét ầm ầm. Ta dẫn người đi gặp nó, ngân giác cửa tê không bị hàn lập áp chế nữa, từ từ đứng dậy, ngửa đầu nhìn lên không chung, trầm ngâm một lúc rồi nói. Sau khi thủ lĩnh Vân Văn Hồ tộc tỉnh lại, qua một hồi trao đổi, hàn lập biết được thủ lĩnh ngân giác tê tộc tên là tang đồ còn thủ lĩnh vân văn hồ tộc gọi là vân báo một trận chém giết sinh tử cứ thế bị một gã ngoại nhân là hàn lập mạnh mẽ dập tắt sau đó tộc chúng hai cái bộ lạc tự mình cứu chữa những người bị thương rồi lần lượt quay về địa bàn của mình chỉ để lại bảy tám người theo chân bọn tang đồ và hàn lập hướng về nơi ấu thú ẩn thân mọi người băng qua bình nguyên nơi giao chiến lúc trước nhanh chóng tiếp cận một dạng núi thấp theo chỉ dẫn của tang đồ bọn họ tìm thấy lối vào một động huyệt được che đậy sơ sài trên mặt đất. Đứng trước lối vào động huyệt, đoàn người liền cảm nhận được một luồng sóng nhiệt mãnh liệt đang không ngừng phả ra xung quanh. Hơn nữa, sóng nhiệt còn mang theo mùi lưu hình nồng nặc, vô cùng đặc trưng. Ở chỗ này gặp mặt, Hàn lập nhướng mày, hỏi, hắn vừa nói chuyện vừa khuyết trương thần niệm quét qua bên trong động huyệt một lượt. Kết quả vẫn chưa phát hiện ra chút khí thức đặc biệt nào. Phía dưới động huyệt là một hồ dung nham đậm đặc. Tộc nhân của chúng ta bình thường vẫn thu thập hắc nham thạch trong động huyệt này để chế tác chiến phủ. Từ trước đến nay cũng chưa có ai từng đi đến chỗ sâu nhất của động huyệt. Gần đây có tộc nhân ngoài ý muốn rơi xuống phía dưới nên mới phát hiện được. Tang Đồ giải thích, đi trước dẫn đường, Hàn Lập lạnh lùng ra lệnh, Tang Đồ khẽ gật đầu, dẫn đầu bước xuống thềm đá nơi cửa huyệt động, đi vào bên trong. Hiện Tang Đồ đã giải trừ trạng thái chiến đấu, dung mạo gã không thay đổi nhiều, chỉ có hình thể không còn khổng lồ kinh người như trước nữa. Bộ dáng gã lúc này chỉ cao hơn một trượng, thoạt nhìn khôi ngôi hơn thường nhân một chút mà thôi. Thực tế, không riêng gì tộc Ngân Giác Tê, mà hình thể của tộc nhân tộc Vân Văn Hổ cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa lúc chiến đấu và bình thường. Bây giờ, mọi người đều đứng thẳng hành tẩu, đám hoa văn lốm đốm trên đầu bọn họ đã biến mất rất nhiều, giã tính cũng gần như không còn. Hàn Lập bám sát cả đoàn, mấy người phía sau cũng lục tục đi vào động huyệt. Sau khi vào bên trong, Hàn Lập liền phát hiện không gian bên trong 10 phần rộng rãi không giống như vẻ nhỏ hẹp của cửa động. Vách đá hai bên trái phải và trên đỉnh đầu vẫn còn lưu lại chút dấu vết khai phá mở nhạt, nhưng đại khái vô cùng bằng phẳng trơn chu. Trước mặt đoàn người hiện giờ là một con đường khá dốc kéo thẳng xuống phía dưới chừng ngàn trượng. Sau một hồi vất vả, cuối cùng mọi người cũng đặt chân đến cuối con dốc. Con đường trước mắt họ dần dần thu hẹp lại, dẫn đến một cửa động hình vòng cao chừng 7, 8 trượng. Phía sau cửa động là một khoảng đất trống, bên trong có ánh lửa lờ mờ chiếu rọi không gian nơi đây tràn ngập mùi lưu huỳnh gai mũi và những cơn sóng nhiệt hầm hập tên tộc nhân nọ vô tình té ngã xuống nơi này sau đó phát hiện ấu thú nằm trong hồ dung nham tang đồ nói ra vào xem thôi hàn lập khẽ gật đầu tang đồ không trần trừ lập tức bay vọt lên tiền vào trong động huyệt hàn lập cũng bám theo vừa đi qua cửa động lập tức nhìn thấy hồ dung nham cực lớn trên mặt đất trên mặt hồ nham thạch nóng chảy không hề lưu động lại có từng khối màu đen cực lớn giống như bị đông cứng lại có lẽ dung nham gặp lạnh nên dần hóa thành những khối nham thạch màu đen này. Từ những khe hở giữa các khối nham thạch vẫn nhìn thấy ánh sáng đỏ rực lóe lên. Chính là dung nham nóng rực vẫn cuồn cuộn không ngừng ở phía dưới. Hàn lập đảo mắt nhìn qua một lượt, rất nhanh đã phát hiện một khối đá đen xì đang nằm ở chính giữa hồ dung nham. Tảng đá này thoạt nhìn giống như một chú hắc huyền đang nằm co quắp. Thân hình hàn lập trở động, bay về phía tảng đá. Ở giữa hồ dung nham, hàn lập quan sát chăm chú tảng đá một lượt. Nhìn dưới thân tảng đá, trong lòng hắn bỗng cảm thấy kỳ quái. Mấy người tang đồ cũng đang quan sát tình huống ở giữa hồ, đều không tự chủ được mà hơi hơi cúi đầu. Hiển nhiên là bị lực lượng huyết mạch áp chế, xem ra khối đá có hình dạng như hắc huyền này chính là ấu thú trong miệng bọn tang đồ. Hàn Lập liếc nhìn mấy người xung quanh một chút, rồi tiếp tục quan sát tảng đá. Hắn tập trung toàn bộ lực lượng thần thức tra xét hồi lâu, vẻ nghi trong mắt ngày càng đậm. Có chút không đúng, lần trước tới đây hồ dung nham này vẫn còn rất sinh động không xuất hiện nhiều hắc nham thạch ngưng kết như vậy thậm chí còn có sóng lửa cuồn cuộn trên mặt hồ đấy tang đồ đi tới bên cạnh hàn lập lên tiếng giải thích bộ giang ấu thú lúc trước cũng đen thùi lùi thế này sao hàn lập chỉ chỉ tảng đá dưới chân lần trước nhìn thấy tuy rằng cũng là màu đen nhưng ta còn nhớ rất rõ ràng màu sắc không hề đậm như hiện tại tang đồ nhìn một chút khẳng định bàn tay hàn lập vuốt phe tảng đá một chút rồi vỗ nhẹ mấy cái cảm thấy mát lạnh ở đầu ngón tay. Con thú này bị lực lượng pháp tắc hệ băng công kích. Thương thế rất nặng, vì bảo vệ tính mạng mới không thể không triệt để phong bế toàn thân, lại cố tình ẩn núp trong hồ dung nham này, hòng hấp thu địa nhiệt nơi đây, giúp nó chống đỡ thương thế. Hàn Lập giải thích, vì thế nên sức nóng trên mặt hồ mới hạ thấp đến vậy, dẫn đến cảnh tượng trước mắt. Tang đồ bừng tỉnh đại ngộ, tốt rồi, nếu như đã tìm được ấu thú, trước hết hãy mang nó trở về. Hàn Lập nhíu mày, nói, không thể, Vân Báo đột nhiên phản đối. Hàn lập trợn mắt nhìn Vân Báo. Ánh mắt Vân Báo lập tức toát lên vẻ sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng nói. Nếu ấu thú đang ở đây chứa thương, chúng ta lại tùy tiện đem nó đi khỏi chỗ này, há chẳng phải gây nguy hiểm cho nó. Người lo lắng không phải không có lý, có điều cứ yên tâm đi, ta tất nhiên đã có biện pháp cứu nó. Hàn lập nghe xong cũng nguôi giận, gật gù, dứt lời, Hắn khoát tay một cái, trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một đóa ngân diễm với sức nóng hơn hồ dung nham này cả trăm lần. Bọn tang đồ xung quanh bị nhiệt lượng khủng khiếp làm cho kinh sợ, nhịn không được phải nhao nhao lùi xa khỏi Hàn Lập. "Yên tâm chưa?" Hàn Lập khẽ nhếch miệng, "Là ta lo lắng quá mức." Vân Báo nâng một tay đặt ngang ngực, tỏ vẻ hối lỗi. "Đi thôi, trước tiên mang nó phản hồi bộ lạc ngân giác tê." Hàn Lập không để ý đến gã kia nữa, ra lệnh. Tang đồ nghe vậy thì đại hỉ khóe miệng vân báo co quắp lại, gương mặt không giấu được sự lo âu. Biểu hiện của đám người này đều không thoát khỏi ánh mắt cẩu hàn lập, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Thù hận của hai bộ lạc này vốn đã kéo dài bao nhiêu năm tháng, không thể một hai lời đã dỗ bỏ sạch sẽ. Bởi vậy, hắn có thể hiểu được vì sao vân báo lo lắng. Ước chừng sau nửa canh giờ, đoàn người rốt cuộc ra khỏi huyệt động dung nham, tiến về bình nguyên phía xa. Bộ lạc ngân giác tên nằm ở bình nguyên thuộc bờ bên trái của một dòng sông lớn từ xa nhìn lại thấp thoáng thấy được những những túp lều cao lớn được dựng lên từ đá nham thạch da thú và gỗ quần thể kiến trúc nằm giải rác bên bờ sông tương đối đổ sộ lúc đám người hàn lập trở về toàn bộ tộc chúng thuộc bộ lạc ngân giác tê bất kể già trẻ trai gái đều nhất nhất tập trung xung quanh danh chướng chờ đón thủ lĩnh cảm nhận được sự áp chế do lực lượng huyết mạch tỏa ra từ tảng đá cả bộ lạc ai nấy đều không tự chủ được phải cúi đầu xuống một chút tuy vậy khi phát giác mấy người tộc phân báo hai mắt bọn họ lập tức đỏ vần tiêm máu, sát ý đại thịnh. Nếu tang đồ không lớn tiếng can ngăn, thì cục diện sớm đã trở thành không thể khống chế được. Nhưng việc này chẳng thể trách được bộ lạc ngân giác tê, bởi lẽ bọn họ đa phần đều có người thân hoặc hảo hữu mất mạng dưới tay thủ hạ của vân báo. Tang đồ dẫn cả bọn tiến vào trong doanh trướng của mình, lại sai khiến mấy tên tộc nhân đặt tảng đá màu đen lên chiếc giường gia thú của bản thân gã. Hàn lập khẽ vẫy tay, ngân diếm tiểu nhân liền từ trong lòng bàn tay lăng không lơ lửng bay ra ngọn lửa bạc vừa xuất hiện, nhiệt độ trong doanh trướng lập tức bạo tăng, từng luồng sóng nhiệt bức người nhộn nhạo tỏa ra từ thân thể ngân diễm tiểu nhân, lập tức bước lui đám người tang đổ lại phía sau. chương 1156, vô tình gặp tiểu bạch. Ánh mắt hàn lập nhìn vào ngọn lửa chỉ còn 5 màu rực rỡ trên đỉnh đầu ngân diễm tiểu nhân, trong lòng nảy sinh cảm giác ái náy. Lúc trước bị nhốt trong cửu long thần hỏa cháo, chính tinh viêm hỏa điều liều mạng tiêu hao hết hai màu lửa thất thải hỏa đan xa, mới che chở được hắn, giúp hắn tranh thủ thời gian câu thông với Bình Linh rồi đem cơ thể xuyên qua. Đối với điều này, Hàn Lập có chút đau lòng, nhưng tinh viêm hỏa điều lại giống như không có chú ý đến, sau khi đi ra, vẫn lanh lợi, hoạt bát trong lòng bàn tay Hàn Lập, lộ ra chút vui vẻ. Những cái mất đi, ngày sau nhất định bổ sung lại cho ngươi. Hàn Lập dùng tâm thần liên hệ, nói với tinh viêm hỏa điều. Ngân diễm tiểu nhân đứng trong lòng bàn tay của hắn, tựa như hiểu rõ lời Hàn Lập nói, gật đầu nhẹ mấy cái. Sau đó, hàn lập dơ một tay lên hư không bắt lấy khối đá đen hình con chó kia nhẹ nhàng khoát tay liền đem nó bay đến giữa không trung tinh viêm hỏa điều cùng hắn tâm ý tương thông không cần lời nói liền tự động bay ra hóa thành một màn lửa màu bạc bao bọc toàn bộ khối đá đen kia theo tầng tầng lửa bạc bao bọc nung khô khối nham thạch màu đen kia bắt đầu toát ra từng luồng khói hơi màu đen mặt ngoài giống như băng tinh dần dần tan ra màu đen bám trên đó càng lúc càng trở nên mờ nhạt toàn bộ nham thạch giống như giống như bị tách ra từng lớp từ từ lộ ra sự vật bên trong ánh mắt hàn lập càng lúc càng nhìn chằm chằm vào nham thạch mờ nhạt vẻ kinh ngạc trong mắt lộ rõ hơn sau một lát toàn bộ lớp đá đen bên ngoài hoàn toàn bị tan ra hiện ra đồ vật giống như một khối băng đá mà trong băng đá rõ ràng là một con thú nhỏ lông tơ màu trắng còn sống nằm cuộn mình khi hàn lập nhìn rõ bộ dáng con thú nhỏ kia rốt cục không kìm được kêu thành tiếng tiểu bạch con thú nhỏ co quắp trong băng đá kia không phải gì khác lại chính là tỷ hưu tiểu bạch đi theo kim đồng tới đại kim nguyên tiên vực. Mắt thấy hàn lập hình như nhận ra ấu thú, thần sắc đám người tang đồ đều biến đổi, ngoài ý muốn vạn phần. Hàn lập lại bất chấp mọi thứ, sai khiến tinh viêm hỏa điểu hòa tan hoàn toàn lớp băng đá cuối cùng, đưa tay ôm con thú nhỏ màu trắng kia vào lòng. Tuy nhiên, sau khi băng đá biến mất, tiểu bạch vẫn như cũ, hai mắt nhắm tịt, không có nửa điểm sinh khí, nhìn giống như một thi thể không có sinh mệnh. Ánh mắt Hàn Lập liếc qua trên người Tiểu Bạch, thần thức cũng dò xét quanh thân. Lúc này, hắn mới phát hiện, Tiểu Bạch mặc dù không bị băng đá phong ấn, thần hồn vẫn rơi vào trạng thái ngủ say như cũ, như thể bị khóa lại bởi một lực lượng huyết mạch tự thân, lâm vào một tình trạng giả chết. Hàn Lập biết đây là Tiểu Bạch đã kích phát một cơ chế bảo hộ bản thân, trong lòng thầm bớt đi mấy phần lo lắng, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên làm như thế nào để nó tỉnh lại. Tinh Viêm Hỏa điều thấy bộ dáng Hàn Lập như vậy, cũng không quấy rầy. Chủ động hạ xuống đầu vai hắn, hào quang lóe lên rồi biến mất không thấy đâu. Hàn Lập thoáng chốc tỉnh táo lại, thi triển luyện thần thuật, dùng một loại bí thuật tiến nhập vào thức hải tiểu bạch, ý định làm nó tỉnh lại. Tuy nhiên, sau khi hắn tiến vào trong thức hải tiểu bạch lại chỉ phát hiện một màu đen kịt, căn bản không nhìn thấy cái gì. Hơn nữa Hàn Lập còn cảm thấy, ở trong bóng tối tĩnh mịch này, hình như còn có một lực lượng kỳ dị dẫn dắt sợi thần niệm của hắn, khiến càng sâu vào trong bóng tối lại càng đi vòng quanh. Cảnh giác Hàn Lập vội vàng thu hồi bí thuật, rút lui khỏi không gian bên trong Thức Hải Tiểu Bạch. Sau một chút do dự, hắn thúc dục luyện thần bí thuật một lần nữa. Lần này không trực tiếp tiến vào Thức Hải Tiểu Bạch, mà thử thông qua liên hệ tâm thần từng có giữa bọn hắn, thức tỉnh Tiểu Bạch. Thế nhưng, khi thần thức hắn tập trung trên thân Tiểu Bạch, Hàn Lập đột nhiên phát hiện bốn phía tối sầm lại, vậy mà lại giống như trong Thức Hải Tiểu Bạch trước đó, bốn bề đều rơi vào một màu đen kịt. Khi hắn còn đang kinh nghi bất định, trong bóng tối hư không bỗng có quang mang lưu chuyển, hai con người khổng lồ hiện ra lóe lên quang mang lưu ly, từ đó ném ra ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững nhìn Hàn Lập. Hàn Lập chưa kịp biết rõ chuyện gì xảy ra, thần thức đã cảm thấy dồn nén đau đớn, luyện thần bí thuật bị gián đoạn, tỉnh lại. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Hàn Lập kinh ngạc không thôi, thì thào nói ra. Thế nào, có thể cứu tỉnh nó hay không? Tang đồ hỏi, con thú này chính là bạn cũ của ta, vừa rồi không biết tại sao, Thức hải của nó là một vùng tăm tối, thần niệm của ta đi vào, bên trong liền có hai con mắt lưu ly chăm chú nhìn ta, căn bản không có cách nào đánh thức nó dậy. Hàn Lập lắc đầu, chậm rãi nói ra, "Thức hải tăm tối, con mắt lưu ly, con thú này chẳng lẽ là một trong viễn cổ man hoang bát phương, huyết mạch hậu duệ mặc Nhãn Tỷ Hưu?" Vân Báo nghe vậy, thần sắc biến đổi, cả kinh kêu lên. Tang Đầu nghe vậy, thần sắc cũng thay đổi, mặc Nhãn Tỷ Hưu?" Hàn Lập nghi ngờ nói, "Trong truyền thuyết Bộ tộc Mặc Nhãn Tỳ Hưu có thần thông linh mục cường đại nhất thế gian, bọn chúng thông qua một đôi lưu ly Mặc Nhãn có thể nhìn thấu căn nguyên bản chất của huyến tượng, có thể nhận biết chư thiên sinh ra tiên thiên dị bảo. Thậm chí nghe nói, hai mắt chúng có thể nhìn thấu hư vô mờ mịt của luân hồi mệnh số. Vân Báo giải thích nói ra, Hàn Lập nghe vậy, thần sắc lấy làm lạ, lúc trước Tiểu Bạch quả thật có thần thông phát hiện bí cảnh chứa bảo vật, chỉ là còn lâu mới được như Vân Báo nói hàm hồ, về phần nhìn thấu huyễn thuật gì, luân hồi gì thì càng là lời nói vô căn cứ. Không chỉ như vậy, hai mắt mặc nhãn tì hưu còn có thể liên thông với một không gian kỳ dị, thời điểm tu vi đủ cường đại, một ánh mắt liền có thể hút địch nhân vào trong, nếu không có thực lực vượt trội thì hy vọng thoát ra khỏi không gian kia chỉ là xa vời. Vân báo tiếp tục nói, trong bụng tiểu bạch quả thực có một không gian đặc biệt như vậy, có thể ngăn ngoại giới dò xét, lúc thu lấy người khác cần há miệng nuốt, chứ chưa từng thấy liên quan gì với con mắt. Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi nói: "A à, Hình như năm xưa cũng chính bởi thần thông bộ tộc mặc nhãn tỷ hưu quá mức kỳ dị, sau khi vị chân linh vương mặc nhãn tỷ hưu đại nhân kia mất tích, cả một tộc đàn liền bị tai họa ngập đầu, đến nay cực hiếm thấy tồn tại hậu duệ huyết mạch. Nếu chúng ta mang nó tới bát hoang sơn, nhất định được toàn bộ man hoang chúng tộc coi là chân bảo. Ở đó, chân linh vương đại nhân nhất định có thể cứu tỉnh nó. Tang đồ ung dung thở một tiếng, nói ra, hàn lập nghe vậy, trong mắt lóe lên chút do dự. Hắn vốn định tìm một chỗ lẳng lặng bế quan, Chờ đến khi tu luyện có thành tựu, có thể tiến giai đến Đại La Sơ Kỳ, đồng thời khi khôi phục thời gian đạo văn liền lập tức tiến về Đại Kim Nguyên Tiên vực ẩn nấp, chờ luân hồi điện hành động. Nhưng giờ hắn đánh bậy đánh bạ lại gặp Tiểu Bạch, không thể không cân nhắc. Sau khi suy nghĩ một lát, Hàn Lập vẫn quyết định cứu Tiểu Bạch trước, chờ lúc Tiểu Bạch tỉnh lại, hỏi thăm qua sự tình cửu nguyên quan, lại hành động theo luân hồi điện, cơ hội để hắn cứu Kim Đồng gia càng nắm chắc hơn chút. Nếu chỉ đi bắt Hoang Sơn mới có thể cứu Tiểu Bạch ta sẵn lòng cùng các ngươi hộ tống nó đến đấy. Hàn Lập nói ra, Tang Đồ và Vân Báo nghe vậy, thần sắc đều thay đổi. Có bộ tộc ngân giác tê bọn ta hộ tống là đủ. Tang Đồ nói ra trước, Vân Báo thì hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Dù sao Tiểu Bạch được bộ tộc ngân giác tê tìm thấy, bây giờ cũng đang đặt chân ở bộ tộc ngân giác tê. Tang Đồ thủ lĩnh, ta hỏi một chút, ngươi dự định di chuyển cùng cả tộc, hộ tống Tiểu Bạch đi bát hoang sơn sao? Hàn Lập thấy vậy, thần sắc không thay đổi, mở miệng hỏi cái này dĩ nhiên không phải chỉ mang một vài kiện tướng đắc lực là được tang đồ hơi trần trừ nói ra nếu như vậy người mang tất cả chiến lược trọng yếu của tộc chúng đi những người còn lại tự lo thế nào tất cả chiến lược chính của bộ tộc vân báo đều ở nơi này hàn lập khẽ nhíu lông mày cười hỏi lời hắn vừa dứt tang đồ liền hiểu rõ ý tứ trong trước mắt trên trán không khỏi chảy giọt mồ hôi lạnh nếu gã thật sự làm vậy không chờ gã mang vinh quang về cho bộ lạc từ bát hoang sơn bộ tộc phân báo bị ép bất đắc dĩ, nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường, chém tận giết tuyệt tất cả tộc chúng bộ lạc còn ở lại của gã. Đến lúc đó, cho dù gã có công hộ tống huyết mạch bát phương, nhận được phong thưởng của bát hoang sơn đi nữa thì tộc nhân của gã cũng chẳng có ở đây. Ta nguyện cùng tộc Vân văn hổ hộ tống tiểu bạch trở về bát hoang sơn. Tang đồ từ đáy lòng nói ra, phân báo nghe vậy, thần sắc cũng nghiêm lại, ánh mắt cảm kích nhìn hàn lập. Không chỉ như thế, khi các người rời đi, hai bộ lạc rắn mất đầu, thời gian về sau, khó tránh khỏi để lộ tin tức, sợ rằng bị những bộ lạc khác dòm ngó. Cho nên, các người không những phải vứt bỏ hiểm khích lúc trước, không xâm phạm lẫn nhau, còn cần một ra tay trợ giúp vào thời khắc gặp nạn. Như vậy mới có thể đảm bảo hai bộ lạc đều có thể tiếp tục duy trì lâu dài. Hàn Lập tiếp tục nói, Đồ tang và Vân Báo nghe vậy, trên mặt đều lộ thần tình hơi khó xử. Tình hình đám người còn lại trong chướng cũng đều không khác biệt lắm, vạn năm oán hận chất chứa, đâu thể nào gặp nhau cười một tiếng liền hoàn toàn biến mất. Hai bộ lạc này dĩ nhiên sẽ không vì một vài câu nói của Hàn Lập mà từ bỏ hận thù, cứ thế hòa hảo như lúc ban đầu. Thật ra các người cũng không cần quá khó xử, không phải muốn các người vĩnh viễn như vậy, chỉ cần duy trì đến khi các người tham gia xong bát hoang sơn huyết tự đại hội trở về, đến lúc đó các người muốn chiến muốn hòa, đương nhiên muốn làm gì cũng được. Hàn Lập cười cười, nói ra, tang đồ cùng vân báo nghe vậy, trầm mặc thật lâu, cuối cùng đồng thời gật đầu nhẹ, nói đa tạ tiền bối chỉ điểm, liền theo tiền bối lời nói. Không cần gọi tiền bối gì, gọi ta một tiếng thạch mục, hoặc thạch đạo hữu là được. Đúng rồi, huyết tự đại hội các ngươi nói tổ chức vào lúc nào. Hàn lập hỏi lại, thời điểm 30 năm trước tuyên bố là trong vòng trăm năm, đến nay còn không đến 70 năm. Lần này đi bát hoang sơn đường xá xa xôi, thời gian không quá dư giả, chúng ta cũng nên xuất phát sớm. Tang đồ mở miệng nói ra, vậy các ngươi mau chóng trở về tộc, an bài tốt sự vụ trong tộc, chọn lựa tốt người ngựa đi hộ tống, ít ngày nữa chúng ta xuất phát. Giờ phút này, Hàn Lập nghiễm nhiên trở đã thành thủ lĩnh cộng đồng hai bộ lạc, hạ lệnh xuống. Được, tang đồ cùng vân báo đồng thanh lên tiếng. Sau đó hai người rời đi, tang đồ liền phân phó, lấy doanh chướng nơi đây làm chỗ ở tạm thời của Hàn Lập, bất kỳ ai nếu không được đồng ý sẽ không được tùy ý tới gần. Hàn Lập ngồi mình trong chướng một lát, đưa tay vung lên, mở ra hoa chi động thiên. Sau đó, hắn ôm tiểu bạch lên, cất bước vượt qua quang môn màu bạc, đi vào lầu trúc trong động thiên. chương 1157, thu hoạch, Hàn Lập vừa mới bước vào không gian hoa chi liền nhíu mày lại, cảm thấy tựa hồ có chỗ không đúng. Hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một trận tiếng vang ầm ầm truyền đến đập vào mặt, xuyên vào trong đáy lòng hắn, trong đó còn kèm theo trận trận thanh âm quỷ khiếu, bén nhọn không gì sánh được, nhưng lại lúc cao lúc thấp, làm cho người nghe khó chịu không gì sánh được. Hắn cảm thấy tâm thần rung động, tay chân nhịn không được vũ động lên, vội vàng vận chuyển luyện thần thuật ổn định thần hồn, lúc này mới nhìn lại chỗ thanh âm kia truyền đến. Chỉ thấy nơi xuất phát ra tiếng quỷ khóc chính là lầu các đề hồn bế quan. Giờ phút này lầu các hình lình bị một cỗ hắc khí đậm đặc giống như mực nước bao phủ, kịch liệt xoay tròn ở giữa tạo thành một vòng xoáy hắc khí, ẩn ẩn có từng đạo quỷ ảnh chớp động trong đó, trùng kích cấm chế chung quanh lầu các làm rung động không thôi. May mắn những cấm chế kia là hàn lập tự tay thiết lập, trong đó lại dung nhập thời gian pháp tắc chi lực, nếu không chỉ sợ không thể nào ngăn cản hắc khí trùng kích. Chuyện gì xảy ra, Hàn Lập vội vàng bay tới, đồng thời thả ra một tia thần thức tìm kiếm trong cấm chế. Nhưng thần thức hắn vừa mới đi vào vòng xoáy hắc khí, lập tức bị thôn vệ vào, đồng thời một cỗ thôn vệ chi lực cường đại từ trong vòng xoáy lộ ra, ẩn ẩn có xu thế xâm nhập vào trong đầu hắn. Hàn Lập vội vàng thu hồi thần thức, lúc này mới cản trở được thôn vệ chi lực quỷ dị do vòng xoáy phát ra. Đôi mi hắn khẽ động, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Tình huống trước mắt này khẳng định là do đề hồn trong lầu các đưa đến, xem ra nó hấp thu nguyên khí ô xào quỷ vương, hẳn là lại có đột phá. Nhưng Hàn lập lại lộ vẻ do dự, tình huống trước mắt này, hắn cũng không tiện nhúng tay vào, chỉ có thể dựa vào một mình đề hồn vượt qua, lấy năng lực đề hồn, sẽ không có chuyện gì. Hắn lập tức vung tay lên, mấy chục đạo kim quang từ trong tay bắn ra, rơi vào phụ cận lầu các, lại mở ra thêm một màn ánh sáng màu vàng dày đặc. Trong màn sáng cấm chế này cũng ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực, cộng hưởng cùng tầng cấm chế bên trong, hai màn sáng kim quang hỏa lẫn, lập tức vững chắc lại. Bên trong truyền ra thanh âm quỷ khiếu cũng bị ngăn trở hơn phân nửa, Hàn Lập nghe thấy cũng không bị ảnh hưởng gì. Hắn gật gật đầu, sau đó trở về lầu các mới xây bên cạnh dược viên. Trên dưới ba tầng lầu các này đặt đầy các loại khoáng thạch vật liệu, còn có một số linh bảo tiên khí thu nạp được từ trong thái tuế tiên phủ, nhét tràn đầy. Những kiện linh tài thì đặt ở trên mặt đất bên ngoài lầu các, chất thành mấy đống lớn, về phần những linh thảo linh dược cấy ghép từ trong Thái Tuế Tiên phủ lại càng nhiều vô số. Hắn đặt tiểu bạch ở tầng cao nhất lầu các, lại triển khai một tầng cấm chế phòng hộ bên cạnh, lúc này mới yên tâm. Hàn Lập lập tức nhìn vào rất nhiều bảo vật phía trong lầu các, mặt lộ vẻ cao hứng nhưng lại thấy nhức đầu. Lần này vơ vét các loại bảo vật trong Thái Tuế Tiên phủ thực sự quá nhiều, xử lý rất phiền phức, nhưng nếu như xử lý sạch sẽ, đổi lấy tiên nguyên thạch, số lượng sẽ nhiều trước nay chưa từng có. Chỉ là từ khi rời Thái Tuế Tiên phủ đến nay, hắn quá bận rộn các sự tình chưa kịp lo việc này hiện tại cuối cùng đã có chút nhàn rỗi hàn lập lật tay lấy ra một ngọc giản trống không cẩn thận kiểm kê các loại bảo vật trong lầu các phân loại cất giữ cũng ghi nhớ lại bận rộn cả ngày rốt cuộc hắn sắp xếp xong hết các loại bảo vật trong lầu các sau đó lại ra bên ngoài chỉnh lý ghi chép các loại linh tài và các loại linh thảo linh dược ở đó làm xong những thứ này hàn lập ngồi xuống bên cạnh lầu các tay áo vung lên trước người lại nhiều ra một đống đồ vật rực rỡ muôn màu lại là một đống pháp khí chữ vật hình dáng khác nhau những pháp khí chữ vật này đều là đồ vật của những tu sĩ các phái vẫn lạc trong thái tuế tiên phủ hắn một đường thu được cũng coi như đại thu hoạch chuyến này trong đó đáng giá nhất không ai qua được pháp khí chữ vật của xà thiềm và lam nguyên tử pháp khí chữ vật xà thiềm hàn lập trước đó mơ hồ quét qua một chút nhưng chỉ nhìn một chút bảo vật trong đó không có xem kỹ hắn lấy pháp khí chữ vật xà thiềm ra trước vung tay lên soạt một tiếng một đống lớn vật phẩm xuất hiện ở trên mặt đất. Ánh mắt Hàn Lập quét qua, mặt lộ vẻ vui mừng. Sa thiêm, vị tồn tại đại la cảnh này quả nhiên không khiến người thất vọng, xuất thân giàu có không gì sánh được. Các loại vật liệu, tiên khí không tính, vẹn vẹn tiên nguyên thạch đã có chừng hơn 2.000 vạn khối. Mà trong đó thình lình có 3-40 viên tiên nguyên thạch đặc thù, những tiên nguyên thạch này so với tiên nguyên thạch trung phẩm còn lớn hơn một vòng, mà toàn thân chúng tản mát ra tia sáng trói mắt giống như hỏa diễm, trong quang mang ẩn chứa ba động tiên linh lực kinh người. Đây là tiên nguyên thạch thượng phẩm, ánh mắt hàn lập sáng lên, cầm một khối lên xem. Một cỗ ba động tiên linh lực tinh thuần minh mông từ đó tỏa ra, thân thể của hắn phảng phất ngâm trong suối nước nóng, thoải mái không gì sánh được, cơ hồ khiến hắn nhịn không được phát ra tiếng rên gì. Hàn lập nhếch miệng cười một tiếng, yêu thích nhìn tiên nguyên thạch không muốn buông tay. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng hắn có thể xác nhận, khối tiên nguyên thạch trước mắt này rõ ràng là tiên nguyên thạch thượng phẩm, bên trong ẩn chứa tiên linh lực còn muốn nồng đậm thuần túy hơn so với trong thể nội hắn. nếu sử dụng thượng phẩm tiên nguyên thạch này khôi phục tiên linh lực chỉ sợ mấy hơi thở đã có thể lấp đầy. bất quá thượng phẩm tiên nguyên thạch cực kỳ chân quý, dùng để khôi phục tiên linh lực cũng không tránh khỏi quá xa xỉ. hàn lập đã từng thấy qua trên điển tịch thượng phẩm tiên nguyên thạch có rất nhiều diệu dụng, luyện chế cao giai tiên khí, đột phá cảnh giới, thậm chí chảm thi giảng đạo, các loại phương diện đều có thể phát huy tác dụng cực lớn hắn thưởng thức những thượng phẩm tiên nguyên thạch này một hồi, trân trọng thu chúng vào. Hàn lập lật tay thu hồi những tiên nguyên thạch khác, phân loại các đồ vật ra, sau đó kiểm tra pháp khí chữ vật Lam Nguyên Tử. Ngày đó ở trong tuế nguyệt tháp, hắn bắt được Lam Nguyên Tử, liền thu lấy pháp khí chữ vật của gã. Hàn lập đưa thần thức vào trong đó quét qua, sau đó lấy đồ vật bên trong ra, lập tức phân loại chúng ra. Số lượng tiên nguyên thạch của Lam Nguyên Tử ít hơn so với xà thiềm, chỉ có hơn 600 vạn, nhưng trong đó nhiều nhất chỉ là trung phẩm, ngay cả thượng phẩm cũng không có một khối. Hắn lại chỉnh lý những pháp khí chữ vật khác, tu vi chủ nhân những pháp khí chữ vật này không cao, thân gia kém hơn xà thiềm, làm nguyên tử, tất cả tiên nguyên thạch cộng lại cũng chỉ hơn 400 vạn khối. Hàn lập thu tất cả tiên nguyên thạch này vào trong pháp khí chữ vật của mình, khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Lúc trước hắn giết người đoạt bảo khắp nơi, tích lũy cho bản thân không tệ, tiên nguyên thạch trên người vẫn chưa tới 10.000 vạn, bây giờ lập tức tăng lên nhiều gấp 3 lần. Mà chung quanh còn nhiều bảo vật chưa xử lý, nếu đem đi bán, giá trị trên người hắn đoán chừng còn có thể tăng thêm gấp đôi. Hàn lập lấy ra các bảo vật trong người, còn có bảo vật trong lầu các, lấy ra những thứ không dùng đến, sau đó lại lấy ra mặt nạ luân hồi điện, mở ra màn sáng giao dịch, gửi từng bảo vật vào trong luân hồi điện bán. Số lượng bảo vật quanh hắn quá nhiều, hắn bận rộn trọn vẹn hơn một tháng, mới bán đa phần bảo vật đi, lại thu được hơn 3.000 vạn tiên nguyên thạch, đây là vì Hàn Lập nóng lòng xử lý những vật này sạch sẽ, không báo giá cao, nếu không không chỉ thu được chừng này. Mà những đồ vật hiếm quý còn lại, bán ra không tốt lắm, hắn liền đặt chúng ở trên khu vực giao dịch luân hồi điện, chậm rãi chờ người mua. Dù sao trong tay hắn đã nắm giữ hơn 7.000 vạn tiên nguyên thạch, đủ cho hắn sử dụng lâu dài. Nhiều tiên nguyên thạch như vậy, Hàn Lập dù ở trong tu sĩ Thái Ất hay là trong tu sĩ Đại La, cũng coi như là phú hào, thậm chí tại một nơi tiên vực cỡ nhỏ, tông môn quy mô nhất chưa hẳn có vốn liếng hơn hắn. Có những tiên nguyên thạch này làm hậu thuẫn, hắn đã có thể treo giải thưởng mua sắm tài liệu chứa lực lượng thời gian pháp tắc, trước nay thì chưa có đủ. Chỉ tiếc, tài liệu ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, mặc dù hắn có tiên nguyên thạch, cũng phải chậm rãi chờ cơ duyên. Vào thời khắc này, đuôi lông mày hàn lập khẽ động, sau đó phi thân rời không gian hoa chi, đi ra phía ngoài doanh trướng. Thạch mục tiền bối, thanh âm tang đồ từ bên ngoài truyền đến, không có bước vào doanh trướng. tang đồ và vân báo giờ phút này đứng bên ngoài doanh trướng, ngoại trừ hai người bọn họ, còn tự mình mang theo mười mấy tên tùy tùng. Sau lưng đám người còn đỗ đấy một chiếc phi chu bằng xương, kích cỡ không nhỏ, dài chừng 40, 50 trường, chỉ là chất liệu rất bình thường. Bên cạnh phi chu còn đứng hai con yêu thú hình hổ sau lưng mọc lên hai cánh, thoạt nhìn là thú kéo xe. Phía sau phi chu bằng xương còn có mấy chiếc phi chu và phi xa cỡ nhỏ, cũng có yêu thú dị chủng hình hổ này kéo, phía trên chờ một ít hàng hóa, không biết có phải tang đồ và vân báo dự định chuyển đến bát hoang sơn bán ra hay không. Vào đi, thần thức hàn lập cảm ứng được tình huống bên ngoài, sắc mặt khẽ động, biết là đã đến thời gian xuất phát, từ tốn nói. Thạch mục tiền bối, hai tộc chúng ta đã chuẩn bị xong, ngài xem chúng ta lúc nào xuất phát. Tang đồ cung kính hỏi, lập tức đi thôi, hàn lập nói ra, vâng, hai người tang đồ đáp ứng một tiếng. Hàn lập đi ra doanh trướng, được hai người tang đồ tự mình dẫn lên phi chu, đồng thời an bài gian phòng tốt nhất cho hắn. Sau đó trên phi chu chấp lên quang mang, lơ lửng bay lên, sau đó được hai con song rực hổ thú kia lôi kéo, bay về phía trước. Hai con song rực hổ thú này mặc dù thực lực không mạnh, chỉ cấp độ kim tiên, nhưng tựa hồ là dị chủng trời sinh, tốc độ phi hành cực nhanh, cũng không kém tu sĩ thái ất cảnh. Hàn lập thấy cảnh này, mặc dù hắn có phi chu tốt hơn có thể tăng tốc hành trình, nhưng cũng có khả năng bại lộ thân phận, nên cũng không thêm chuyện. Chuyện bên ngoài giao cho các ngươi, ta muốn ở đây bế quan, không có việc quan trọng, đừng quấy giày ta. hắn phân phó với hai người tang đồ. Vâng, hai người tang đồ vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó rất nhanh cáo lui. Hàn lập thấy hai người hiểu chuyện như vậy, có chút hài lòng. Sau đó hắn đưa tay bố trí cấm chế xung quanh phòng, lại mở ra không gian hoa chi, bay vào, ngồi xuống tại lầu các tầng ba. Trước đó bán đi những vật kia, mặc dù giá trị khá cao, nhưng kỳ thật cũng không phải thứ hắn chú ý nhất. Lần trước trong Thái Tuế Tiên phủ thu hoạch lớn nhất cũng không phải những vật kia. Hàn lập im lặng tính tọa một lát, lần nữa vung tay lên, bên cạnh nhiều ra bốn vật phẩm. Kiện thứ nhất là một bản thư quyển màu vàng, bị cuốn thành một quyển, đồng thời có một sợi tơ màu vàng thô sơ buộc lại, chính là thư quyển đặt chung một chỗ với tuế nguyệt thần đăng kia. Kiện thứ hai là một khối ngọc giản màu tím, là hắc thiên ma tổ cho hắn, là ngũ lôi chính pháp chân kinh. Kiện thứ ba là một chiếc cổ đăng màu vàng, chính là tuế nguyệt thần đăng, còn kiện cuối cùng chính là trận đồ thông thiên kiếm trận. Bốn kiện đồ vật này, lại thêm viên hỏa châu màu trắng của tinh viêm hỏa điều kia, mới là nhóm thu hoạch lớn nhất trong thái tuế tiên phủ của hắn. Hàn Lập đặt những vật tuế nguyệt thần Đăng qua một bên, cầm cuốn thư quyển màu vàng kia lên xem đầu tiên. Ba món đồ khác, hắn đã mơ hồ xem qua, chỉ có cuốn sách này vẫn chưa hề mở ra, không biết là vật gì. Bất quá cuốn sách này đặt chung một chỗ với tuế nguyệt thần đăng, tất nhiên không phải thư quyển bình thường. Chương 1158, phục sinh thần đăng. Mang theo vẻ mong đợi Hàn Lập kéo sợi tơ màu vàng, mở cuốn sách ra. Trên bìa cuốn sách viết bốn chữ lớn phong cách cổ xưa tuế nguyệt chân kinh, chữ viết ẩn chứa chút loang lổ, lộ ra một ý vị tang thương. Hàn Lập nhìn thấy tên sách, đối với nội dung trong đó cũng đoán được hơn nửa. Sau khi mở ra, đuôi lông mày khẽ nhíu lại rất nhanh. Cuốn sách màu vàng này quả nhiên như hắn dự đoán, là một môn tu luyện công pháp thời gian pháp tắc, hơn nữa nhìn qua vô cùng huyền diệu, sử dụng chính ý cảnh tuế nguyệt như lửa, Thời gian vạn vật đều sẽ mục nát suy vong trong tuế nguyệt chi hỏa này. Hàn Lập cẩn thận lật từng tờ cuốn sách màu vàng, xem trọn vẹn hơn nửa ngày mới xong. Trên mặt hắn nhanh chóng lộ ra vẻ vui mừng, phất tay cầm lấy tuế nguyệt thần đăng bên cạnh lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Môn công pháp Tuế Nguyệt Chân Kinh vô cùng tinh diệu, mặc dù so ra vẫn kém Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết, môn công pháp thời gian cao cấp nhất trong chân môn môn. Nhưng, Sở dĩ Hàn Lập cao hứng không phải vì có được bộ công pháp thời gian tinh diệu này, mà bởi phần sau của Tuế Nguyệt Chân Kinh ghi chép phương pháp tế luyện Tuế Nguyệt Thần Đăng. Ngày trước, Tuế Nguyệt Thần Đăng chịu ảnh hưởng của Tuế Nguyệt Tháp sụp đổ, lửa đen dập tắt, món trọng bảo hoàn hảo thành vật vô dụng. Ngoài mặt, dù hắn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm lại xen lẫn oán giận. Bây giờ tìm được phương pháp tế luyện thần đăng này, cuối cùng hắn cũng thấy được hy vọng. Hàn lập lập tức thu ngũ lôi chính pháp chân kinh cùng trận đồ thông thiên kiếm trận lại. Nguyên bản hắn định cẩn thận lĩnh hội hai loại bảo vật này một phen, nhưng giờ tìm được cách tế luyện tuế nguyệt thần đăng, thông thiên kiếm đổ và ngũ lôi chính pháp chân kinh tốt hơn là sau này nghiên cứu. Một lần nữa Hàn Lập mở ra tuế nguyệt chân kinh, lật đến trang ghi chép phương pháp tế luyện, mặt lộ vẻ do dự. Trên này mặc dù ghi chép phương pháp tế luyện tuế nguyệt thần đăng, nhưng muốn thực hiện lại không dễ dàng, nhất là người vừa mới cầm chân kinh này như hắn. Phương pháp này thật ra cũng không phức tạp, nếu là một tu sĩ tu luyện tuế nguyệt chân kinh thì rất đơn giản, dùng lực lượng thời gian pháp tắc đã tu luyện bằng tuế nguyệt chân kinh từ từ ôn dưỡng là được. Nhưng Hàn Lập lại tu luyện lại đại ngũ hành huyễn thế quyết mặc dù tinh diệu hơn nhiều so với tuế nguyệt chân kinh, muốn tế luyện tuế nguyệt thần đăng lại không được, trừ phi hắn bắt đầu tu luyện tuế nguyệt chân kinh. Chỉ là trải qua di la lão tổ dạy bảo, Hàn Lập đối với tu luyện thời gian pháp tắc đã hiểu rất sâu, biết rõ lợi và hại trong đó. Thời gian pháp tắc là trí tôn pháp tắc, tu luyện vô cùng khó khăn, tối kỵ phân tâm bây giờ hắn tu luyện đại ngũ hành nguyễn thế quyết chưa đại thành không được tu luyện công pháp thời gian khác nếu không dễ bị loạn đạo tâm nguy hại cực lớn thậm chí mất tiền đồ tu luyện lúc trước di la lão tổ chỉ dạy bảo hàn lập tu luyện thời gian pháp tắc chân ngôn môn có rất nhiều thần thông thời gian nhưng trừ những thứ hắn đã học được những công pháp khác một môn cũng không truyền thụ chính bởi tu luyện thần thông thời gian quá nhiều loạn đạo tâm của hắn hàn lập đương nhiên sẽ không vì tế luyện một món tiên khí mà chôn vùi tiền đồ của mình chỉ là hắn dù không tu luyện tuế nguyệt chân kinh không có nghĩa hắn thật sự không có cách nào tế luyện tuế nguyệt thần đăng này sau khi lấy lại bình tĩnh hàn lập phung hai tay lên một ngọn lửa màu vàng hiện lên trước người hắn chính là tuế nguyệt chi diễm ngày trước lấy được tại tế đàn trong tuế nguyệt tháp lập tức hàn lập bấm quyết dẫn một cái đoạn thời hỏa bà cũng xuất hiện trước người hắn nơi mi tâm tinh quang chấp động từng đạo thần thức hình thành tinh ti bắn ra đoạn thời hỏa bà cũng bắt đầu chuyển động quay tròn từng luồng lực lượng pháp tác đặc thù từ trên đó phóng ra Hàn Lập khẽ bấm niệm pháp quyết, đoạn thời pháp tác hòa cùng thần thức tinh thi đồng thời bay vào trong Tuế Nguyệt Chi Diễm. Tuế Nguyệt Chi Diễm giống như nhận được kích thích, bỗng nhiên bành trướng gấp bội, đồng thời quay cuồng kịch liệt. Trong ngọn lửa, đoạn thời pháp tác, thần thức tinh thi còn có tự thân lực lượng pháp tác Tuế Nguyệt Chi Diễm hiện lên hình vòng xoáy, khi lại toán loạn cực nhanh, lúc thì va chạm kịch liệt, tóm lại hỗn loạn như một nồi nước sôi. Sắc mặt Hàn Lập nghiêm nghị, hai tay nhanh chóng niệm quyết, khống chế đoạn thời pháp tắc và thần thức tinh ti bằng một phương thức vận chuyển huyền diệu, không ngừng tiếp xúc với lực lượng pháp tắc của Tuế Nguyệt Chi Diễm. Đồng thời, hắn liên tục biến hóa đoạn thời pháp tắc, mô phỏng lực lượng pháp tắc Tuế Nguyệt Chi Diễm. Đây là môn chân môn chuyển linh pháp do Di La lão tổ truyền thụ cho, là bí thuật dùng lực lượng thần hồn làm trung gian, lấy một loại lực lượng pháp tắc mô phỏng một loại lực lượng pháp tắc khác. Nguyên nhân ngày đó Di La lão tổ chỉ điểm cho Hàn Lập là bởi tiên khí trên người hắn cơ bản đều là đoạt được, rất nhiều trong đó không thể nào thôi động, nên hắn thỉnh giáo Di La Lão Tổ vấn đề này. Thật ra tính huống Hàn Lập gặp phải là chuyện bình thường tại chân tiên giới, ngoại trừ số bản mệnh tiên khí tự luyện chế ra, bình thường, trong tiên khí mua được hoặc đoạt được đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc khác biệt lực lượng pháp tắc của bản thân tu sĩ. Bởi vì sự khác biệt này dẫn đến tu sĩ không cách nào phát huy toàn bộ uy lực tiên khí. Một vị cao nhân tiền bối chân ngôn môn đã đột phát ý tưởng, sáng chế ra môn chân ngôn chuyển linh pháp này, mô phỏng lực lượng pháp tắc khác, cố gắng phát huy hết khả năng uy lực tiên khí. Đương nhiên, hai loại pháp tác mô phỏng nhau không thể khác biệt quá lớn, nhất định phải là cùng thuộc tính, tốt nhất là tính chất gần giống. Vị tiền bối chân ngôn môn này thật sự là một thiên tài không tầm thường, chân ngôn chuyển linh pháp dù không làm hai loại pháp tác hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng có thể mô phỏng 6-7 phần. Ở một mức độ nào đó, đoạn thời pháp tác và tuế nguyệt pháp tác vẫn có chút tương đồng, chân ngôn chuyển linh pháp vẫn rất có hy vọng thành công. Ngày trước kỳ ma tử có thể điều khiển tuế nguyệt thần đăng, 89 phần 10 là vận dụng chân ngôn chuyển linh pháp này. Hàn lập thúc dục chân ngôn chuyển linh pháp, không ngừng lấy đoạn thời pháp tắc mô phỏng tuế nguyệt pháp tắc, lúc đầu hắn còn hơi luống cuống tay chân, đoạn thời pháp tắc xung đột kịch liệt với tuế nguyệt pháp tắc. Nhưng khi bí thuật được thi triển thuần thục hơn, xung đột của hai loại pháp tắc từ từ hòa hoãn, chân ngôn chuyển linh pháp vận chuyển càng ngày càng trôi chảy. Trong mắt Hàn lập lóe lên vẻ vui mừng, càng thêm dụng tâm thúc dục bí thuật. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt đã qua năm, sáu năm. Đoàn xe tiến lên khá thuận lợi, trên đường chỉ gặp một vài hung thú bình thường tập kích, đều bị tang đồ cùng vân báo đuổi đi, cũng không gặp nguy hiểm gì nhiều. Tuy nhiên, tang đồ và vân báo không dám chủ quan chút nào, thay nhau tuần tra chung quanh, phòng ngừa nguy hiểm đột kích. Giờ phút này, tang đồ đang đi tuần quanh đội xe cùng với một đại hán tộc ngân giác tê. Tộc trưởng, ngài cảm thấy vị thạch tiền bối này có thật tâm thực lòng tương trợ chúng ta không? ta luôn cảm thấy đưa tiểu thú tỷ hưu kia cho hắn không thỏa đáng ngân giác đại hán nhìn chỗ gian phòng hàn lập một cái thấp giọng truyền âm hỏi không được nói bậy thạch tiền bối thực lực hơn xa chúng ta người truyền âm có thể sẽ bị hắn nghe được tang đầu nghe vậy biến sắc truyền âm quát lớn ngân giác đại hán nghe vậy giật nảy mình lập tức trở nên ngoan ngoãn hai người liếc mắt nhìn lại chỗ gian phòng hàn lập qua thật lâu vẫn không thấy gì khác lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở phào người tưởng rằng ta không biết những điều này chỉ là vị thạch tiền bối này thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản không có quyền cò kè mặc cả. Mà tiểu thú tỷ hưu này chân quý quá mức, chỉ dựa vào chúng ta và tộc Vân Văn Hổ, kể cả mang nó tới bát hoang sơn, không những không phải phúc, ngược lại là đại họa. Cho nên dù vị thạch tiền bối này có mục đích gì, bây giờ chúng ta đều chỉ có thể dựa vào hắn. Lời chỉ trích kiểu này về sau không được nói nữa, người cũng nên cấm tộc nhân khác tự bàn tán. tang đồ dùng thanh âm yếu ớt hơn truyền âm, ra lệnh. Tộc trưởng nhìn xa trông rộng, Ta hiểu rồi, Ngân Giác Đại Hán giật mình, mặt lộ vẻ khâm phục. Tang Đồ khẽ gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa thì đúng thời khắc này, một thanh âm trầm muộn truyền đến từ chỗ gian phòng Hàn Lập. Tang Đồ cùng Ngân Giác Đại Hán giật nảy mình, cho rằng Hàn Lập nghe được bọn hắn nói chuyện, sắc mặt đại biến, Tang Đồ trong lòng gấp gáp nghĩ lời giải thích. Thế nhưng qua một hồi lâu, gian phòng Hàn Lập vẫn không có động tĩnh gì, cả hai gã ngơ ngác nhìn nhau. Giờ này khắc này, trong không gian hoa chi, toàn thân Hàn Lập đầy bụi đất tóc tai, quần áo bị đốt rụi gần nửa, thân thể cũng nhiều chỗ cháy đen, nhìn vô cùng chật vật, còn tuế nguyệt chi diếm kia biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng hắn cũng không để ý tới thương thế trên người, trong mắt lại tràn đầy vui mừng. Trải qua 6 năm nỗ lực, bằng chân ngôn chuyển linh pháp, hắn rốt cục mô phỏng thành công tuế nguyệt pháp tắc. Ngay khi mô phỏng hoàn thành, hắn nhất thời đắc ý quá mức, không chú ý điều khiển lực lượng pháp tắc trong tay, dẫn đến tuế nguyệt chi diễm bùng cháy, thiếu chút làm trọng thương chính mình. Hàn lập lật tay lấy một viên đan dược trị thương ăn vào, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Hắn khoanh chân lại lần nữa, cầm lấy tuế nguyệt thần đăng, phất tay triệu hồi đoạn thời hỏa bả lên rồi khẽ bấm niệm pháp quyết. Từng luồng đoạn thời pháp tác từ trên bó đuốc bắn ra, nhanh chóng dung hợp lại với nhau, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu vàng, tản mát ra ba động thời gian pháp tắc khác lạ, giống tuế nguyệt chi diễm đến 6-7 phần. Bàn tay hàn lập đẩy vào hư không, tuế nguyệt chi diễm giả bay về phía trước, bọc lại tuế nguyệt thần đăng ngọn lửa màu vàng vụt lên chậm rãi dung nhập vào trong tuế nguyệt thần đăng hắn thấy cảnh này khóe miệng nhếch lên vội vàng dựa theo phương pháp tế luyện tuế nguyệt thần đăng thúc giục ngọn lửa màu vàng trong đèn mặt ngoài tuế nguyệt thần đăng lập tức hiện lên một tầng kim quang yếu ớt nhẹ nhàng chấp động hàn lập chứng kiến vậy trong lòng thở phào một hơi mấy năm nay cố gắng cuối cùng cũng không uổng phí sau đó hắn lại để tuế nguyệt thần đăng trước người lần nữa ngưng luyện ra ba bốn ngọn tuế nguyệt chi diễm giả dung nhập vào trong tiếp tục thôi động tế luyện chi thuật giải quyết vấn đề tuế nguyệt chi diễm mọi chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hàn lập không ngừng tế luyện kim quang bên ngoài tuế nguyệt thần đang càng phát sáng ba động thời gian pháp tắc tản ra cũng càng ngày càng mãnh liệt cuối cùng hắn tế luyện liên tục trong ba tháng kim quang trên bấc đèn của thần đang lóe lên một đoàn ngọn lửa màu vàng nổi lên ngay khi đang diễm hiện lên một luồng ba động thời gian pháp tắc cường đại không gì sánh được từ trên tuế nguyệt thần đang bộc phát ra giống như sóng dữ khuếch tán ra mọi phía chung quanh, khiến thiên địa nguyên khí trong không gian hoa chi phun trào mãnh liệt. Tiên khí cường đại tung hoành tán loạn trong thái tuế tiên phủ ngày trước một lần nữa xuất hiện. Hàn lập nhìn tuế nguyệt thần đang hoàn toàn phục sinh trong tay, mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức dẫn niệm pháp quyết một cái. Phần phật một tiếng, ngọn lửa của tuế nguyệt thần đang lập tức đại thịnh, một luồng kim quang hẹp dài từ trên ngọn lửa bắn ra biến thành hỏa long. Chương 1159, một cuộc giao dịch hỏa long màu vàng bay múa quanh trên bầu trời không gian hoa chi, trong miệng phát ra tiếng long ngâm thật dài. Kim quang trên thân hỏa long lóa mắt không gì sánh được, mắt thường không thể nào nhìn thẳng, tản ra lực lượng pháp tắc như núi kêu biển gầm, uy thế tựa hồ lợi hại hơn lúc đạo giận chân nhân và kỳ ma tử sử dụng. Mà hư không phụ cận cũng rung động kịch liệt, tựa hồ không thể thừa nhận uy thế của hỏa long màu vàng này, muốn vỡ vụn ra. Hàn lập thấy vậy, sắc mặt giật mình, nơi này chính là trong không gian hoa chi, một khi không gian vỡ vụn, hắn không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đang cân nhắc hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết điều khiển hỏa long màu vàng thu liễm lực lượng đồng thời bay nhanh trở về hỏa long màu vàng rất nhanh bay trở về trong đăng diễm biến mất không còn tâm tích hàn lập liên tục thi pháp thôi động mới khiến cho ba động thời gian pháp tắc của tuế nguyệt thần đang ổn định lại hắn nhìn tuế nguyệt thần đăng hồi tưởng lại uy lực vô tận của hỏa long màu vàng kia trong lòng nghi hoặc vì sao chính mình thôi động tuế nguyệt thần đăng uy lực lại lớn như vậy kỳ thật hàn lập có chỗ không biết hỏa long màu vàng kia có uy thế lớn như vậy là do hắn tu luyện đại ngũ hành nguyễn thế quyết gây nên đại ngũ hành nguyễn thế quyết chính là công pháp thời gian đoạt thiên tạo hóa do năm loại đồ vật ngũ hành bản nguyên trải qua tuế nguyệt lĩnh hội ra bây giờ trình độ hàn lập tu luyện mặc dù không đủ nhưng hơn ở thời gian pháp tắc chi lực phẩm chất cực cao còn trên cả kỳ ma tử mô phỏng ra tuế nguyệt chi diễm uy lực cũng lớn hơn tự nhiên có thể kích phát uy lực tuế nguyệt thần đang lớn như vậy hàn lập suy nghĩ một hồi không có đầu mối gì nên không hao tâm tốn sức suy nghĩ nữa nâng tuế nguyệt thần đăng ở trước người tiếp tục thi pháp tế luyện bây giờ hắn mặc dù có thể điều khiển thần đăng này nhưng cũng chưa thuần thục nên cần tiếp tục tế luyện mới có thể điều khiển tự nhiên được chỉ là tế luyện tuế nguyệt thần đăng cũng không cần toàn tâm chăm chú vào nó hắn vừa tế luyện thần đăng vừa lấy trận đồ thông thiên kiếm trận và ngũ lôi chính pháp chân kinh ra ngoài hắn xem ngọc giản ghi chép ngũ lôi chính pháp chân kinh trước thần thức chui vào trong đó cẩn thận nhìn xem một lần mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Bản Ngũ Lôi Chính Pháp Chân Kinh này không hổ là công pháp được Hắc Thiên Ma Tổ khen ngợi, không nói công pháp tu luyện lôi điện trong đó, mà bên trong ghi lại các loại lôi pháp chư thiên, để cho tầm mắt Hàn Lập được mở rộng. Căn cứ trên Ngũ Lôi Chính Pháp Chân Kinh ghi lại, lôi pháp thế gian phân ra 36 thiên lôi, 72 địa lôi, 108 vân lôi. Hàn Lập trước kia thấy qua rất nhiều lôi điện, phần lớn là vân lôi và địa lôi, mỗi loại trong 36 thiên lôi đều có uy lực tuyệt đại, dị thường hiếm thấy. Hàn lập trước kia nắm dư tịch tà thần lôi chính là 72 địa lôi, hoán cốt kim lôi trong tẩy sát chỉ ở hôi giới lúc trước cũng thuộc về 72 địa lôi, bất qua thanh trúc phong vân kiếm hòa cả hai làm một thể, diễn hóa thành một loại lôi điện chi lực mới, có uy lực đã tiếp cận thiên lôi. Trên ngũ lôi chính pháp chân kinh còn có rất nhiều bí thuật tế lôi, ngưng lôi, dưỡng lôi, cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Bất quá Hàn lập cũng không nghiên cứu ngũ lôi chính pháp chân kinh, thứ ghi chép trong ngọc giản này quá mức tinh diệu, Hắn tu luyện cũng không phải là công pháp lôi điện, về sau nhiều nhất chỉ tu luyện mấy môn bí thuật lôi điện trong đó mà thôi. Nói thật, miếng ngọc giản này rơi vào trong tay hắn xem như người tài giỏi không được trọng dụng. Hàn Lập không có lòng giả tiếc hận ngũ lôi chính pháp chân kinh này, lật tay thu hồi nó, cầm xem trận đồ thông thiên kiếm trận kia. Đuôi lông mày hắn khẽ động, thần thức tuôn ra bọc lại thông thiên kiếm đồ, chui vào bên trong. Vượt quá dự liệu của hắn, lực lượng thần thức của hắn vậy mà không tốn chút sức nào liền chui vào trong đó ngay lúc hàn lập kinh ngạc thì ầm ầm một tiếng một cỗ tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu của hắn nguồn tin tức này quá mức khổng lồ lấy thần hồn chi lực của hắn một hồi mới hoàn toàn tiêu hóa được trên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đây chính là phương pháp bày trận thông thiên kiếm trận và phương pháp thôi động kiếm trận hàn lập cũng không lạ lẫm với kiếm trận hắn tu luyện rất nhiều thanh trúc phong vân kiếm miễn cưỡng xem như một vị đại gia kiếm trận đã nhìn thấy không ít kiếm trận nhưng kiếm trận hắn nhìn thấy trước kia So với Thông Thiên kiếm trận này căn bản không cùng một cấp độ. Thông Thiên kiếm trận ở một mức độ nào đó, đã không tính là kiếm trận thuần túy nữa, mà là thông qua kiếm trận câu thông thiên địa đại đạo, khó trách dám mang theo hai chữ Thông Thiên. Căn cứ tin tức kiếm trận ghi lại, Thông Thiên kiếm trận là lấy Thông Thiên kiếm đồ này làm căn cơ trận pháp, kiếm đồ này không có thuộc tính, cho nên cũng không yêu cầu thuộc tính phi kiếm. Bất kỳ phi kiếm nào, chỉ cần số lượng đạt tới 36 chuôi, đều có thể phối hợp bày trận trận đồ Thông Thiên kiếm trận. Đương nhiên, yêu cầu chất lượng phi kiếm cũng rất cao, nếu không căn bản không thể tiếp nhận uy năng khổng lồ của kiếm trận. Hàn Lập nhếch miệng cười, số lượng thanh trúc phong vân kiếm của hắn đã đủ, phẩm chất tự nhiên càng không cần phải nói, tuyệt đối thỏa mãn yêu cầu kiếm trận. Hắn nhắm mắt dưỡng thần một lát, lần nữa xem tin tức kiếm trận hiện lên trong đầu. Thông thiên kiếm trận huyền ảo không gì sánh được, lấy năng lực phân tích của Hàn Lập, trong thời gian ngắn cũng vô pháp hiểu thấu đáo, cần thời gian từ từ nghiên cứu, muốn bày trận cũng không phải một sớm một chiều là có thể thành vào thời khắc này đôi mi hắn đột nhiên động một cái trên thân sáng lên một đạo quang mang xích hồng chợt lóe lên hàn lập buông thông thiên kiếm đồ trong tay xuống lật tay lấy ra một vật chính là mặt nạ luân hồi điện mang lên mặt hắn mở ra giao dịch giới diện trước đó treo giải thưởng cầu mua đồ vật chứa thời gian pháp tắc giờ đã có người đáp lại trong lòng hàn lập vui mừng bấm niệm pháp quyết một cái giao dịch giới diện lóe lên quang mang đỏ sậm một bóng người nổi lên nhìn xem tựa hồ là một thanh niên nam tử người này mặc một bộ trường bào đỏ sậm một đầu tóc đen hơi xoăn mặc dù trên mặt mang mặt nạ không nhìn thấy dung mạo nhưng cho người ta một loại cảm giác tiêu sái tuấn giật trên mặt nạ người này khắc hai chữ viên tam ha ha các hạ chính là long ngũ đạo hữu a à, nghe đại danh đã lâu viên tam chắp tay cười nói thanh âm cởi mở không sai tại hạ chính là long ngũ trong tay các hạ có vật chứa thời gian pháp tắc hàn lập hơi kinh ngạc đối phương tựa hồ đã biết tên hắn, nhưng hắn cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không phải vậy thì sao ta liên hệ đạo hữu chứ? Viên tam cười ha ha, lật tay lấy ra một vật, là một khối tinh thể màu lam to bằng đầu nắm tay, hiện ra hình giọt nước. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng cũng có thể thấy rõ trong tinh thể ẩn chứa điểm điểm kim quang, giống như trong trời chiều bắn ra sóng nước quay cuồng, hình thành từng mảnh kim ảnh. Thủy diễn thời tinh, ánh mắt hàn lập sáng lên, lập tức nhận ra tinh thể màu lam kia, đây cũng không phải là thủy diễn thời tinh phổ thông, mà là thủy diễn thời vương tinh tối thượng phẩm, chứa nhìn chỉ lớn chừng quả đấm, bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực phi thường phong phú, đủ để luyện chế ngũ phẩm tiên khí đấy. Viên Tam hơi mỉm cười nói, Hàn Lập nghe vậy gật đầu, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh, nhưng hắn có thể đoán được đại khái, trong khối thủy diễn thời tinh kia ẩn chứa thời gian pháp tắc, cũng không ít hơn so với hỏa tuế trùng xào trước kia. Không biết vật này, đạo hữu ra giá bao nhiêu, tấm niệm Hàn Lập chuyển động, hỏi thẳng, thủy diễn thời vương tinh này ta tiêu hết trên thân tích góp mới có được, cũng không định đổi thành tiên nguyên thạch. Viên tam lắc đầu, vậy viên tam đạo hữu dự định đổi vật gì? Hàn lập cũng không ngạc nhiên, hỏi, nói là lấy vật đổi vật cũng có thể, nhưng chuẩn xác hơn thì tại hạ muốn dùng vật này giao dịch với long ngũ đạo hữu. Viên tam cười nói, viên tam đạo hữu có gì cứ việc nói thẳng đi, hàn lập ồ một tiếng. Long ngũ đạo hữu xem ra là người nói chuyện sảng khoái, vậy tại hạ cũng không quanh con nữa, Trước mắt tại Hạ Cần gấp một nhóm thời gian đạo đan, nghe Long Ngũ đạo hữu đã từng luyện chế được thời gian đạo đan, ta chỗ này có 10 phần tài liệu thời gian đạo đan, xin mời Long Ngũ đạo hữu dùng những tài liệu này luyện chế ra 5 viên thời gian đạo đan. Chỉ cần Long Ngũ đạo hữu có thể làm được, tại Hạ nguyện ý lấy khối thủy diễn thời vương tinh này đổi. Thanh âm Viên Tam nghiêm lại một chút nói, nếu tại hạ không thể luyện chế ra đủ 5 viên thời gian đạo đan. Ánh mắt Hàn lập sáng lên, nếu đạo hữu không thể luyện chế ra thời gian đạo đan hoặc là luyện chế ra số lượng không đủ, vậy xin lỗi, đạo Hiếu sẽ không lấy được bất cứ thứ gì. Viên tam lẳng lặng nói ra, hàn lập nghe lời này, nhíu mày, mặc dù hắn có năng lực đạo đan sư, nhưng dùng 10 phần tài liệu luyện chế ra 5 viên thời gian đạo đan, độ khó cũng cực lớn, hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc. Long ngũ đạo hữu giao dịch này đối với người có thể nói là chiếm hết chỗ tốt, tất cả tài liệu đều do ta bỏ ra, đạo hữu chỉ ra sức. Luyện thành 5 viên thời gian đạo đan, liền có thể cầm lấy thủy diễn thời vương tinh này, cho dù thất bại, đối với ngươi cũng không tổn thất gì, các hạ sao còn do dự. Viên tam nhìn thấy hàn lập trầm mặc không nói, không khỏi hơi bất mãn hỏi. Viên tam đạo hữu chứa hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là đang trần chờ, giao dịch này ta tiếp nhận, chỉ là tại hạ có hai nghi vấn muốn hỏi thăm rõ ràng trước. Hàn lập nói ra, Long ngũ đạo hữu mời nói, viên tam nghe lời này, sắc mặt ẩn ẩn dừng một chút, hỏi. Các hạ muốn luyện chế thời gian đạo đan, có yêu cầu phẩm cấp gì? Hàn Lập mở miệng hỏi, tự nhiên là có, nhất định phải trên nhị phẩm đạo đan, bất quá lòng ngũ đạo hữu yên tâm, tài liệu đạo đan ta đưa cho ngươi, ẩn chứa thời gian pháp tắc nồng đậm, chỉ cần kỹ thuật luyện đan của các hạ đầy đủ, luyện chế ra tam phẩm đạo đan cũng không thành vấn đề. Viên Tam vừa cười vừa nói, Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt dừng một chút, gật gật đầu. Đạo hữu nếu còn gì lo nghĩ, cứ nói ra, đây vốn là một cuộc giao dịch, lúc này bù đắp cho nhau, cũng có thể bảo đảm giữa ngươi và ta cùng thống nhất, giao dịch mới hy vọng thành công. Viên Tam còn nói thêm, tại hạ còn có một vấn đề, viên Tam đạo hiếu nhìn cũng là người tinh thông luyện đan, hẳn cũng biết, luyện đan mặc dù nhìn kỹ thuật, nhưng vận khí cũng rất trọng yếu. Dùng 10 phần tài liệu luyện chế ra 5 viên đạo đan, cho dù là đạo đan sư quen tay cũng chưa chắc có thể làm được. Tại hạ khẳng định sẽ dốc hết toàn lực luyện đan, nhưng nếu như vận khí không tốt, không thể luyện chế ra 5 viên đạo đan, ta luyện đan cho đạo hữu tự nhiên làm chuyện không công, nhưng viên tam đạo hữu có thể cân nhắc ở phân lượng tại hạ vất vả luyện đan, bán thủy diễn thời vương tinh cho tại hạ, ta nguyện ý ra giá tiên nguyên thạch cao ba thành so với thị trường. Hàn lập nhìn viên tam, giọng thành khẩn nói, vậy không được, ta nói chuyện từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Đạo hữu muốn thủy diễn thời vương tinh này, chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là luyện chế ra năm viên thời gian đạo đan. Nếu không thể luyện chế thành, người dù ra giá gấp 10 lần, ta cũng sẽ không bán thủy diễn thời vương tinh này. Viên Tam lập tức lắc đầu nói, thái độ thập phần kiên quyết. chương 1160, đan kiếp hàng lâm. Như vậy thì sao, nếu tại hạ luyện chế ra số lượng đạo đan ít hơn 4 khỏa, không bàn gì nữa, nhưng nếu ta có thể luyện chế 4 khỏa đạo đan, kính xin viên Tam đạo hữu đem thủy diễn thời vương tinh bán cho tại hạ. Hàn lập nghe vậy nhướng mày, nói lần nữa, Long ngũ đạo hiếu, ta đã nói qua, người muốn thủy diễn thời vương tinh này, chỉ có một biện pháp đó chính là luyện chế ra năm viên thời gian đạo đan trừ cách đó ra không còn cách khác nếu như ngươi tiếp tục còn dây dưa như vậy vậy giao dịch này sẽ kết thúc tại đây viên tam ánh mắt lạnh xuống lãnh đạm nói được rồi theo ý đạo hữu hàn lập thở dài nói ra ánh mắt viên tam trì hoãn đưa tay vung lên ở giữa giao dịch giới diện phía trước người hàn lập pháp trận truyền vật quang mang lóe lên một cái nhẫn chữ vật và một khối ngọc giản màu trắng nổi lên ánh mắt của hắn khẽ động cầm lên chiếc nhẫn và ngọc giản đem thần thức chui vào trong ngọc giản trong ngọc giản là một cái đan phương đạo đan so với phương pháp luyện chế viên đạo đan trước kia của hắn hoàn toàn khác biệt tài liệu chính là một loại cùng loại với thủy diễn thời tinh tài liệu khác đa số cũng thay đổi bất quá các loại tài liệu xúc tác trong quá trình pha thuốc lại đại khái tương tự như đan phương lúc trước hàn lập nhẹ nhàng thở ra chỉ cần các loại tài liệu trong lúc pha thuốc không có biến hóa quá lớn thì kinh nghiệm luyện chế tạo đan trước đó vẫn còn sử dụng được hắn lập tức cầm qua nhẫn chữ vật, thần thức chui vào trong đó, bên trong trưng bày 10 phần tài liệu, hơn nữa linh lực của các dạng tài liệu đều dồi dào, cũng không có gì trở ngại. Tài liệu ta đều nhận được, sẽ mau chóng luyện đan, viên tam đạo hữu có giới hạn thời gian không? Hàn lập nhìn về phía viên tam, trong vòng 10 năm luyện thành là được, viên tam nói một tiếng, sau đó thân hình liền lóe lên biến mất, tựa hồ đối với hàn lập còn có chút thành kiến. Hàn lập cười nhạt một tiếng, cũng không có để ý, ngược lại cảm thấy tính cách viên tam có chút thú vị người có tính tình như vậy ở tiên giới bây giờ quả thực cũng không gặp được nhiều lần này giao dịch độ khó mặc dù không nhỏ thậm chí đối phương còn có ý cố tình làm khó dễ dù sao một khi không có đạt được như ý muốn đối phương kỳ thật cũng không có tổn thất gì chính mình lại phải luyện đan không công cho đối phương nhưng đối phương nói ra bảng giá lại làm cho chính mình rất hài lòng chính mình trả giá không được đành phải toàn lực ứng phó một phen hắn lập tức cầm lấy đạo đan ngọc giản lần nữa nhắm mắt phân tích ra, đồng thời trong đầu mô phỏng quá trình luyện đan. Sau đó hơn nửa năm, Hàn Lập mở to mắt, thở nhẹ ra một hơi. Hơn nửa năm này, hắn đem phương pháp luyện chế đạo đan mới này lật qua lật lại nghiên cứu không biết mấy ngàn mấy vạn lần, trong đầu lại thêm vô số lần mô phỏng quá trình luyện đan, cho đến khi chính mình hài lòng mới dừng lại. Không còn cách nào khác, lần này luyện chế đạo đan khác biệt so với lần trước, lần trước hắn chuẩn bị 9 phần tài liệu, chỉ cần một lần thành công là được, lần này chỉ có 10 phần tài liệu lại nhất định phải thành công 5 lần, độ khó không thể so sánh nổi. Cũng may thuật luyện đan của hắn bây giờ so với lần trước luyện chế đạo đan tiến bộ rất nhiều, mà hơn nữa tu vi cũng vượt xa, không phải trước đây có thể so sánh, vô luận là đối với thuật điều khiển hỏa diễm, hay là năng lực nhận biết đều so với quá khứ mạnh hơn rất nhiều, khả năng thành công vẫn là khá lớn. Người Hàn Lập nhẹ nhàng bay ra khỏi không gian hoa chi, đi tới gian phòng phía ngoài. Hắn phất tay giải trừ lối vào không gian hoa chi, lập tức tay lại giơ lên tinh viêm đồng tử từ trên người hắn bay ra, rơi vào trong phòng. Người ở chỗ này trông coi, nếu là địch nhân lợi hại tập kích đội xe, thì hãy xuất thủ diệt sát hết, đảm bảo đội xe an toàn. Hàn Lập nói với tinh viêm đồng tử, tinh viêm đồng tử bây giờ càng phát ra có linh tính, nghe tiếng lập tức gật gật đầu, còn vỗ vỗ ngực, tựa hồ đang cam đoan sẽ bảo vệ cẩn thận đội xe. Hàn Lập khen ngợi tinh viêm đồng tử hai câu, sau đó trong tay bấm niệm pháp quyết, thân thể lập tức hóa thành một đạo hư ảnh bay ra khỏi gian phòng, không làm kinh động bất luận kẻ nào phía ngoài, bay đi về phía nơi xa. Luyện chế đạo đan sẽ dẫn phát đan kiếp, không cách nào che lấp, hắn không muốn để cho người hai tộc nhìn thấy những thứ này. Hàn lập rời khỏi đội xe, rất nhanh tìm được một chỗ an tĩnh mà lại là ngọn núi vắng vẻ, đào ra một động phủ đơn sơ, ở xung quanh bố trí mấy tầng cấm chế, rất nhanh bắt đầu động thủ luyện đan. Một mảnh cuồn cuộn mây đen ở giữa không trung man hoang giới vực lao vùn vụt tiến lên, rõ ràng trong mây đen đứng đầy đại quân man hoang yêu tộc, có yêu thú hình hổ, yêu thú hình báo, sự yêu, tượng yêu, hùng yêu các loại, trăm ngàn tinh quái đều có, nhân số lít nha lít nhít, tối thiểu cũng hơn mấy vạn. Trong vô số man hoang yêu tộc, yêu thú hình hổ nhiều nhất, ước chừng chiếm cứ một nửa, hơn nữa những yêu thú khác đối với yêu thú hình hổ dáng vẻ có chút e ngại. Trung tâm mây đen có một cái bảo tọa màu đen nhánh, ngồi trên đó là một thanh niên tóc trắng, khuôn mặt âm lệ, trên thân người này vậy mà không nhìn thấy đặc điểm của man hoang yêu tộc, so với tu sĩ nhân tộc cơ hồ không khác nhau chút nào đứng xung quanh thanh niên này là bảy tám vị yêu tộc khí thức khổng lồ mỗi tên tu vi đều đạt đến thái ất đỉnh phong thiếu chủ lần này lão tộc trưởng để ngài thay thế lão nhân ra tham gia huyết tự đại hội xem ra đã nhận định ngài chính là tộc trưởng đời tiếp theo của sô mô bộ tộc thật sự là đáng mừng một đại hán toàn thân đen kịt thân giống như thiết tháp tiếng như chuống lớn lộ ra dáng vẻ nịnh nọt tươi cười xu nịnh nói trên mặt đại hán mang văn hổ màu vàng hiển nhiên là một đầu hổ yêu. Trong 10 đứa con dưới trứng phụ thân, lực lượng huyết mạch đào một trong cơ thể ta nồng nặc nhất, đương nhiên nên để ta kế thừa vị trí tộc trưởng. Phụ thân kéo dài nhiều năm như vậy mới quyết định người thừa kế, thật sự là già nên hồ đồ rồi. Trên mặt thanh niên tóc trắng hiện ra một tia bạo ngược, lạnh nhạt nói. Tộc trưởng đại nhân bây giờ hẳn là có mặt khác cân nhắc a. À. Sắc mặt đại hán văn hổ khẽ động, trần chờ nói ra. Hừ, có cái gì cân nhắc, còn không phải do mấy đệ đệ tốt, muội muội tốt của ta kia cả ngày ở bên tai phụ thân đồn đại khoác lác lão gia hỏa mới có thể do dự thời gian dài như vậy nếu không có thiên đình càng ép càng chặt ta lại thuận lợi tiến giai đại la cảnh chỉ sợ lão sẽ còn tiếp tục kéo dài thanh niên tóc trắng lạnh lùng nói ra thiếu chủ nói rất đúng bất quá ngài bây giờ đã thành công tiến giai đại la những người khác căn bản là không có tư cách cùng ngài đánh đồng ngài cứ yên tâm đi bên cạnh một yêu thú hình sư khác mở miệng nói ra yên tâm hiện tại không phải thời điểm để yên tâm mấy đệ đệ muội muội kia sau lưng ta hoặc sáng hoặc tối đứng sau không ít trưởng lão bản tộc, không được khinh thường. Thanh niên tóc trắng lắc đầu nói ra, thiếu chủ nói đúng lắm, đại hán văn hổ gật đầu nói, được rồi, mặc cho bọn chúng cấu kết thế nào, chờ ta trên huyết tự đại hội triệt để thức tỉnh huyết mạch đào một, xem còn có ai dám dị nghị gì đối với vị trí tộc trưởng kế thừa của ta. Thanh niên tóc trắng khẽ nói, thiếu chủ mưu tính sâu xa, chúng thuộc hạ vạn phần khâm phục. Các đại yêu xung quanh đồng thanh kêu lên xu nịnh nói được đông đảo thuộc hạ nịnh nọt trên mặt thanh niên tóc trắng cũng hiện ra vẻ tươi cười đang muốn nói cái gì sắc mặt của gã đột nhiên động một cái nhìn về phía xa xa những người khác rất nhanh cũng đã nhận ra cái gì cũng nhìn về nơi đó chỉ thấy xa xa cuối chân trời hiện ra một mảnh kim quang lóa mắt xoay quanh bay múa không ngừng khiến cho bầu trời nơi đó bỗng nhiên trở nên nặng nề vô cùng một trận mãnh liệt lực lượng pháp tắc ba động từ đó lộ ra cuồn cuộn truyền đến còn có tiếng thét như sấm sét đi theo chuyển đến giống như vạn mã đang lao nhanh tới dị tượng thật mạnh đó là cái gì ai ở đó đột phá cảnh giới sao một cái bạch tượng đại yêu ồm ồm mà hỏi đây không phải tình huống đột phá cảnh giới là có người ở đây luyện chế đạo đan hơn nữa còn là thời gian đạo đan đang lo gặp mặt chân linh vương bệ hạ không có cái gì hạ lễ nghĩ không ra vừa mới ngủ gật liền có người đưa gối đầu nhãn tình thanh niên tóc trắng sáng lên trong miệng phát ra một tiếng hết dài sau đó thân hình hóa thành một đạo bạch quang từ trong mây đen bắn ra lao nhào tới phía kim quang thanh niên tóc trắng độn quang cực nhanh rất nhanh đã đến phụ cận nhưng không có hiện thân mà là ẩn núp ở nơi xa trong một mảnh mây trắng chỉ thấy một mảnh bầu trời nơi đây được bao trùm bởi kim vân rất dày quay cuồng không thôi pháp tác ba động cực lớn không gì sánh được từ trong kim vân tản ra dẫn tới bên trong phụ cận mấy trăm vạn dặm thiên địa linh khí kịch liệt ba động bầu trời bị chiếu thành màu vàng lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng nặng nề, ngọn núi phía dưới cũng không ngừng run rẩy, tựa hồ không thể thừa nhận cô áp lực cực lớn này. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong kim vân, gió nổi mây phun, hình thành một vòng xoáy màu vàng to lớn, một đạo kim quang chói mắt từ trong vòng xoáy bắn ra, tản mát ra thời gian pháp tắc xé rách thiên địa, đánh về một ngọn núi thấp phía dưới. Linh quang xung quanh núi thấp chấp động, truyền ra từng trận từng trận cấm chế ba động cường đại. Tu sĩ tiên vực trên khuôn mặt thanh niên tóc trắng trong nháy mắt lồng lên một tầng sát khí trong mắt nhấp nháy sắc bén đã là sát cơ hiển thị rõ. Bất quá gã lập tức lại hít sâu một hơi đem sát cơ trong mắt cưỡng ép đè xuống. Vào thời khắc này trên vùng trời ngọn núi thấp linh quang lóe lên một ngọn núi lớn mấy trăm trượng thình lình xuất hiện. Toàn thân ngọn núi hiện ra màu ám kim trên đó còn minh khắc vô số phù văn hai màu vàng xám quay tít một vòng phía trên phù văn bỗng nhiên sáng rõ vô số bụi cho kim quang như có thực chất bắn ra rõ ràng là nguyên hợp ngũ cực sơn giữa không trung bắn xuống kim quang lóe lên đánh lên trên nguyên hợp ngũ cực sơn phát ra một tiếng nổ vang rung trời ngọn núi ám kim chỉ là nhẹ nhàng chấn động phía trên bụi cho kim quang cuồn cuộn một chút đã tiếp nhận được kim quang đan kiếp oanh kích bất quá đan kiếp cũng không kết thúc trên không trung kim vân rất nhanh kịch liệt ba động lần nữa lại là một vệt kim quang đánh xuống so với đạo thứ nhất thô to hơn không ít ngọn núi ám kim quay tròn chuyển động lần nữa càng nhiều bụi cho kim quang từ đó phun ra đón lấy kim quang giữa không trung lại ầm ầm một tiếng vang thật lớn đánh xuống kim quang tán loạn bay ra ngọn núi ám kim mãnh liệt chấn động quang mang vàng xám ở mặt ngoài kịch liệt ba động bị đánh tản non nửa nhưng rất nhanh lần nữa ngưng tụ không đợi quang mang trên ngọn núi ám kim triệt để khôi phục giữa không trung kim vân lần nữa kịch liệt quay cuồng lại là một đạo kim quang như dao long vừa thô vừa to đánh xuống đạo kim quang này uy thế hơn xa hai đạo trước đó lực lượng pháp tắc cường đại gấp mấy lần từ trong kim quang bộc phát ra thiên địa chi lực xung quanh cũng bị dẫn động, đè ép lên trên ngọn núi ám kim, quang mang vàng xám bỗng nhiên ngừng một lát. Kim quang như dao long thừa cơ đánh lên trên ngũ cực sơn. Lại một tiếng ầm ầm vang, bụi cho kim quang trên ngọn núi ám kim lập tức bị triệt để xé rách, kim quang hung hăng bổ lên trên núi, vào lúc kim quang chấp động vậy mà xâm nhập sâu trong đó vài chục trượng, mới tán loạn biến mất. Ngọn núi ám kim lập tức rơi xuống phía dưới, nhưng ngọn núi này uy năng cường đại, hạ xuống khoảng mấy chục trượng thì lần nữa ổn định lại, mặt ngoài bụi cho kim quan tán loạn cũng một lần nữa hiện lên, sau mấy hơi thở thì đã khôi phục như lúc ban đầu, thoạt nhìn bộ dạng cũng không đáng lo ngại. Thật là lợi hại đan bảo, xem ra ngăn cản ngũ phẩm, lục phẩm đan kiếp cũng không nói chơi. Thanh niên tóc trắng ánh mắt lần nữa sáng lên, thoáng hiện qua một tia tham lam. chương 1161, kinh sợ thối lui. Lúc này, đám mây màu vàng rốt cuộc tiêu hao hết lực lượng, nhanh chóng phiêu tán rồi hoàn toàn biến mất, bầu trời trong xanh trở lại giữa không trung mặt ngoài ngọn núi vàng sấm kia chớp động linh quang hình thể nhanh chóng thu nhỏ đồng thời mang theo khí thế vạn quân rơi xuống dưới đúng thời khắc này hư không phụ cận chấn động ánh sáng trắng lóe lên tại đó ngàn vạn sợi tơ màu trắng lăng không xuất hiện chẳng chịt quấn quanh ngọn núi vàng sấm kia tư thế hạ xuống của ngọn núi bỗng dừng lại bị những sợi tơ màu trắng kia cuộn chặt cứng không thể động đậy chút nào cùng lúc đó chấn động giữa không trung lại nổi lên quầng sáng trắng to lớn trống rỗng xuất hiện trong khoảnh khắc liền quay cuồng, cuộn lại với nhau hóa thành một cự chảo màu trắng che khuất bầu trời, chụp xuống phía dưới. Bị cự chảo bao phủ, không gian lập tức bắt đầu sụp đổ, sinh ra một hố đen khổng lồ, phảng phất như một cái miệng to lớn, muốn nuốt lấy ngọn núi vàng sấm kia. Trong lúc bất chợt, ngọn núi rung động kịch liệt, bên ngoài, hào quang hai màu vàng, xám đại thịnh, từng quang mang lăng lệ như kiếm khí từ trên ngọn núi nổ bắn ra, cắt chém thẳng vào những sợi tơ màu trắng cùng cự chảo ở chung quanh. Nhưng nơi hào quang kiếm khí đi qua, hư không rung mạnh theo. Thế nhưng, những sợi tơ màu trắng kia không biết thần thông ra sao, cứng cỏi không gì sánh được, hào quang kiếm khí cơ bản cắt mãi không đứt, chứ đừng nói tới cự trảo màu trắng, còn chưa chạm vào, những hào quang kiếm khí kia đã bị lỗ đen dưới cự trảo hút mất. Mắt nhìn chỉ thấy ngọn núi vàng sấm kia sắp bị cự trảo bắt được, bị nuốt đi mất. Vào thời khắc này, dị biến lại nổi lên, một ánh lửa màu vàng trói mắt từ bên dưới bắn ra, nhanh chóng kéo dài, hóa thành một đầu hỏa long to lớn màu vàng, phát ra âm thanh rồng ngâm rung trời, sau khi lóe lên từ dưới liền bay vụt đến ngọn núi màu vàng sấm kia. Thân thể khổng lồ của hỏa long màu vàng lượn vòng, trong nháy mắt đã quấn quanh ngọn núi, bao những sợi tơ màu trắng kia vào trong đó. Trên ngọn núi, sợi tơ màu trắng vốn chấp động ánh sáng trắng, nhưng khi bị ngọn lửa màu vàng bọc vào, ánh sáng trắng nhanh chóng bị che lấp. Sau đấy, những sợi tơ nguyên bản cứng cỏi không gì sánh được kia đột nhiên trở nên yếu ớt vô cùng, bắt đầu bị thiêu cháy, đứt thành từng khúc. Sau một khắc, đầu hỏa long màu vàng bóng khẽ nhấc, hóa thành một bóng ảnh màu vàng, hung hăng đâm vào cự chảo màu trắng. Xoẹt một tiếng, cự chảo màu trắng đối mặt với hỏa long màu vàng này lại tựa như tờ giấy, trong nháy mắt bị xuyên thủng, bùng nổ ầm ầm. Không chỉ như vậy, chín đầu hỏa diễm từ trên thân hỏa long màu vàng bắn ra, hóa thành chín đầu hỏa long nhỏ hơn chút, lao nhanh như chớp về phía hư không gần đấy. Oanh, kim quang bùng phát ra như một vầng mặt trời chói lòa, làm vỡ vụn vùng hư không kia vô số ngọn lửa màu vàng che khuất hư không vụn vỡ hình thành một vùng biển lửa màu vàng trong lúc ngọn lửa phun ra nuốt vào những hư không vỡ vụn kia ẩn chứa chiều hướng bị hòa tan một bóng người lảo đảo hiện ra sau đó lập tức bay xa ra trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm lúc này mới dừng lại hiện thân chính là thanh niên tóc trắng kia áo quần trên người hắn rách nát gần nửa thân thể cũng bị đốt thành một mảng đen cháy nhưng cũng không quá nghiêm trọng mái tóc bạc trắng giờ phút này cũng bị thiêu rụi hơn nửa, nhìn qua thấy vô cùng chật vật. Cùng lúc đó, một bóng người khoan bào đại tụ bay ra từ ngọn núi thấp, chính là Hàn Lập. Hắn vung tay lên, nguyên hợp ngũ cực sơn bay vụt trở về, đồng thời trên đường nhanh chóng thu nhỏ, chui vào trong tay áo. Năm xưa Hàn Lập tiến vào Minh Hàn Tiên Cung, nóc của tòa đại điện màu vàng ống cất giữ thái ất đan kia có công hiệu ngăn cản đan kiếp, rất giống khả năng của nguyên hợp ngũ cực sơn. Sau khi đại điện sụp đổ, Hắn liền thu thập lại nóc nhà bị tàn phá, rồi dung nhập vào nguyên hợp ngũ cực sơn, khiến cho bảo vật này biến thành dáng vẻ như bây giờ, uy lực tiến nhanh, vượt xa lúc trước. Ngươi có biết ta thân phận là gì? Dám làm tổn thương ta, ta phải lấy cái mạng nhỏ ngươi hoàn lại." Thanh niên tóc trắng giận tím mặt, hai tay vung lên, toàn thân phóng ra ánh sáng trắng, trên trán hiện ra từng hoa văn màu trắng, thấp thoáng hình thành một chữ vương. Vết bỏng cháy đen trên người y nhanh chóng nhúc nhích lành lại. Trên hai tay móng vuốt sắc bén sáng như tuyết dài ra như lưỡi hái sau lưng lại thêm một tiếng bá hiện ra hai cánh màu trắng rộng thùng thình trong nháy mắt cả người biến thành hình thái nửa người nửa thú khí tức cũng tăng vọt một luồng khí tức đại la cảnh cực lớn bộc phát ra từ phía thanh niên tóc trắng này trong phạm vi mấy trăm dặm luồng khí điên cuồng cuồn cuộn dấy lên từng trận cuồng phong mãnh liệt hàn lập bị luồng khí cuồng bạo này dội vào thân thể cũng đứng không vững chịu không được phải đạp đạp lui về sau hai bước đúng lúc này Cánh sau lưng thanh niên tóc trắng khẽ động, thân người trong nháy mắt biến mất, sau một khắc bỗng lăng không xuất hiện sau lưng Hàn Lập, hai móng vuốt sắc bén đâm tới, chụp vào hậu tâm Hàn Lập. Giờ phút này, trên móng vuốt phóng xuất từng vòng sáng trắng, một lực lượng pháp tắc kỳ lạ nhộn nhạo trong đó, phát ra từng tiếng pháo nổ vang. Những nơi móng vuốt sắc bén đi qua, hư không tùy tiện vỡ vụn ra, mở ra hai cái lỗ đen lớn, nhìn bộ dáng kiên cố như không gì phá nổi. Nhưng ngay khi móng vuốt của thanh niên tóc trắng sắp bắt được Hàn Lập, kim quang lóe lên phía trước móng vuốt, một cái đèn cổ màu vàng lăng không xuất hiện. Mà chẳng biết từ lúc nào Hàn Lập cũng xoay người qua, bấm niệm pháp quyết. Một màn lửa màu vàng to lớn bắn ra khỏi ngọn đèn, trong nháy mắt hóa thành sóng lửa mãnh liệt ngăn cách hai người ra, đồng thời đánh tới phía thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng vừa tự mình lĩnh giáo qua uy lực tuế nguyệt chi diễm, sao còn dám để nó tiếp cận người, ánh sáng trắng trên thân tỏa mạnh, dừng lại đầy nguy hiểm trước biển lửa. Lúc này trong lòng y vừa sợ vừa giận, tức giận vì đối phương là tu sĩ tiên vực tu vi hoàn toàn không mạnh, nhưng nhờ món tiên khí lợi hại kia khiến hắn có lực mà không có chỗ dùng. Sợ hãi vì đối phương vậy mà có thể theo kịp tốc độ công kích của y. Phải biết rằng bản thân thanh niên tóc trắng mang huyết mạch đào ngột, sở trường về tốc độ, ở toàn bộ man hoang giới vực không có mấy tộc đàn có thể chúng tranh phong ở phương diện này. Mà tu vi của y lại đạt tới đại la cảnh, ngày thường đối địch cơ bản đều dùng một chiêu đánh gục. Cho dù đối mặt đối thủ cùng cảnh giới, trên phương diện tốc độ trước sau cũng hoàn toàn chiếm thượng phong, bây giờ lại bị một tên tu sĩ nhân tộc theo kịp. Thân hình thanh niên tóc trắng khẽ động, đang muốn bắn ngược về, kéo giãn khoảng cách với ngọn lửa màu vàng ra. Một chuỗi gợn sóng màu vàng từ trong ngọn lửa màu vàng khuếch tán ra, trong nháy mắt tràn ngập phạm vi ngàn trượng xung quanh, bỗng chốc bao phủ thanh niên tóc trắng lại. Thân hình y trì trệ, trên dưới toàn thân bị một luồng thời gian pháp tắc cường đại bao phủ, trong nháy mắt cả người không thể cử động, trong lòng lập tức hoảng hốt, cố gắng thúc giục toàn bộ lực lượng phá vỡ gợn sóng màu vàng quanh người phần phật một con hỏa long màu vàng từ đó bay vụt tới hung hăng đánh lên người thanh niên tóc trắng lập tức hóa thành một vầng mặt trời màu vàng bao phủ y vào trong đó rồi ngay sau đó bỗng nổ tung mãnh liệt ầm ầm một tiếng vang thật lớn một lực lượng pháp tắc cường đại không gì sánh được đánh vỡ hư không phụ cận thân thể thanh niên tóc trắng cũng bị xé rách thành vài đoạn ngao 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 dù thân thể vỡ vụn thành vài mảnh nhưng không vẫn lạc trong miệng y gào thét âm thanh cực kỳ tức giận. Một luồng sáng trắng cực kỳ lóa mắt từ trong cơ thể hắn bắn ra, là một tiên khí hình thuyền màu trắng. Thân thuyền khắc vô số văn tự man hoang yêu tộc, còn có một bộ bức hỏa vạn thú vân tập triều bái. Một lực lượng pháp tác vô cùng to lớn từ trên thuyền lớn màu trắng bộc phát ra, không kém chút nào so với hỏa châu màu trắng của tinh viêm hỏa điểu, bao trùm cơ thể thanh niên tóc trắng, đồng thời bay thẳng về phía trước lao đi. Xoẹt một tiếng, một vùng gợn sóng màu vàng của chân ngôn bảo luân bị nó xé rách chiếc thuyền lớn hóa thành một đảo huyễn ảnh màu trắng vèo một tiếng trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời tu sĩ tiên vực tốt lắm ta nhớ kỹ ngươi âm thanh căm hận của thanh niên tóc trắng từ xa xa truyền lại hàn lập mắt thấy cảnh này sắc mặt bình tĩnh nhưng không có ý định đuổi theo tốc độ cái thuyền lớn màu trắng kia quá nhanh lấy tốc độ của hắn không thể nào đuổi kịp dễ dàng đánh bại một tồn tại đại la thần sắc hàn lập cũng không lộ bao nhiêu vẻ đắc ý kiêu ngạo chỉ phất tay triệu hoán tuế nguyệt thần đăng lại nhẹ nhàng vuốt ve. Thanh niên tóc trắng kia mặc dù tu vi đại la, hình như chỉ là vừa mới tiến dài gần đây, cảnh giới cũng không vững chắc, mà lại dám cùng hắn cận chiến, dĩ nhiên chỉ bại, không thắng. Vào thời khắc này, một đám mây đen xuất hiện ở phía sau. Trong mây đen, các loại yêu thú đứng khắp nơi, phát ra từng tiếng kêu kỳ quái sông tới. Tựa hồ cùng một bọn với thanh niên tóc trắng kia, đang muốn tới đánh giết Hàn Lập. Nhưng mây đen vừa mới tới gần, một đám yêu tộc trên đó liền thấy thanh niên tóc trắng bị Hàn Lập đánh một kích trọng thương, tình hình đang chạy trốn bán sống bán chết, tất cả âm thanh hò hét biến mất trong nháy mắt. Hàn Lập quay đầu nhìn qua, trên mây đen, đông đảo yêu tộc biến sắc, mây đen quay cuồng kịch liệt, sau đó bỗng nhiên rẽ ngoặt, đuổi theo phương hướng thanh niên tóc trắng vừa chạy trốn. Hàn Lập nhíu mày lại, cũng không đuổi theo những yêu tộc kia. Mặc dù hắn dựa vào Tuế Nguyệt Thần đang đánh bại thanh niên tóc trắng, nhưng thúc dục thần đang tiêu hao rất nhiều tiên linh lực trong cơ thể hắn chỉ còn lại non nửa, dĩ nhiên không muốn rảnh rỗi đi lo việc gì, tự bảo vệ mình vẫn hơn. Hắn lật tay lấy ra một loại đan dược hồi phục ăn vào, đồng thời thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo độn quang đuổi theo đội xe bộ lạc ngân giác tê và vân văn hổ. Tinh viêm hỏa điểu ở cùng đội xe, Hàn Lập không sợ tìm không thấy phương hướng. Ước chừng hơn nửa tháng sau, Hàn Lập liền đuổi kịp đội xe, vô thành vô tức trở về chỗ ở của mình. Hắn hỏi thăm tinh viêm hỏa điểu một phen, biết được trong khoảng thời gian này đội xe không gặp phải nguy hiểm lớn lúc này mới gật nhẹ đầu một lần nữa tiến vào không gian hoa chi hàn lập lấy ra mặt nạ luân hồi điện đeo lên mặt bắt đầu thử liên lạc viên tam một lát sau hư không phía trước lóe lên hào quang đỏ sập bóng người viên tam hiện lên long ngũ đạo hiếu gấp như vậy đã liên hệ ta chẳng lẽ là có kết quả rồi ánh mắt viên tam lãnh đạm nhưng trong đó vẫn lộ ra một chút vẻ hy vọng hàn lập không nói gì lật tay lấy một hộp ngọc mở ra trong hộp là năm viên đan dược màu vàng lớn bằng quả nhãn. Từng đạo hào quang màu vàng dạng sóng từ trên đan dược tỏa ra, dập dờn tới chung quanh, mặt ngoài mỗi một viên đan dược màu vàng đều hiện lên ba đạo văn màu vàng, tản mát ra ba động pháp tắc huyền diệu không gì sánh được. Đạo đan, viên tam nhãn tỉnh sáng lên, buột miệng thốt ra. Hàn Lập chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện. Vì luyện chế năm quả đạo đan này, Hàn Lập đem tất cả thuật luyện đan, còn có các loại thần thông phụ trợ đều thi triển ra, coi như hữu kinh vô hiểm thuận lợi hoàn thành. chương 1162, Bát Hoang, viên tam vừa đi vừa đánh giá năm viên đan dược màu vàng, sự sợ hãi lẫn vui mừng trong mắt càng lúc càng đậm. Ha ha, thuật luyện đan của Long ngũ đạo hữu quả nhiên cao minh, mới năm sáu năm đã luyện chế được năm viên thời gian đạo đan, bội phục. Viên tam chắp tay nói ra, viên tam đạo hữu muốn trong vòng 10 năm phải hoàn thành, tại hạ tự nhiên phải tranh thủ thời gian, lại được trời cao chiếu cố, vận khí cũng không tệ lắm, lúc này mới miễn cưỡng hoàn thành yêu cầu của các hạ. Đạo hữu xem trước một chút những đan dược này có vấn đề gì không? Hàn lập cười nhạt nói ra, cầm 5 viên thời gian đạo đan và cả hộp bỏ vào truyền vật pháp trận, sau đó bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Đạo đan và chiếc hộp lóe lên biến mất, xuất hiện trước người viên tam. Viên tam cũng không chậm chế, cầm từng viên đạo đan ra xem, tra xét rõ ràng một phen. 5 viên đạo đan đều không có vấn đề, lại đều là tam phẩm đạo đan, so với ta dự tính tốt hơn rất nhiều. Ta từ trước tới giờ không chiếm tiện nghi của người, ngoại trừ khối thủy diễn thời vương tinh đã ước định kia, ta sẽ tặng thêm 100 vạn tiên nguyên thạch, xem như ta tạ ơn do vừa định mức. Viên tam gật gật đầu, nói ra, tặng thêm thì ta không cần, viên tam đạo hữu người không chiếm tiện nghi của người, tại hạ cũng giống như vậy, nếu lúc trước nói xong năm viên thời gian đạo đan đổi khối thủy diễn thời vương tinh kia, đạo hữu cứ đưa thủy diễn thời vương tinh cho ta là được. Trong lòng hàn lập hơi động, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. Viên tam nghe vậy, nhất thời im lặng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập lại hơi sáng lên. Không ngờ Long Ngũ Đạo Hiếu cũng là người khẳng khái, tốt, chúng ta hôm nay kết giao bằng Hiếu, thế nào? Tại hạ mặc dù không có thủ đoạn luyện đan như Long Ngũ Đạo Hiếu, nhưng cũng có chút thủ đoạn nhân mạch, nhất là trên việc thu thập các loại vật liệu hiếm thấy, cũng không phải là người vô dụng. Viên Tam bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, nói ra. Tự nhiên rất sẵn lòng, ánh mắt Hàn Lập chấp động, cười nói. Hắn và Viên Tam mặc dù quan hệ không nhiều, nhưng người này có thể xuất ra thủy diễn thời vương tinh, lại có đủ tài liệu luyện chế thời gian đạo đan, tất nhiên có chút thủ đoạn trên việc thu thập tài liệu thời gian pháp tắc. Hắn thoái thác thù lao 100 vạn tiên nguyên thạch kia, mục đích chính là rút ngắn quan hệ với Viên Tam, để thăm dò trên thân gã tài liệu thời gian pháp tắc khác hạ lạc, tự nhiên sẽ không cử tuyệt quan hệ tốt hơn với đối phương. Xem tình hình trước mắt, đối phương cũng khá giống mình, cũng xem là cùng một loại người. Tại hạ được năm viên đạo đan này, cần phải đi an bài một số việc, hôm nay cũng không hàn huyên lâu với long ngũ đạo hữu được ngày sau đạo hữu nếu đến cửu nguyên thành ngàn vạn nhớ kỹ liên lạc ta chúng ta hảo hảo nâng cốc trò chuyện vui vẻ một phen viên tam nói ra cửu nguyên thành hàn lập nghe vậy đuôi lông mày khẽ động hắn đã từng nghe lam nhan nhắc đến thành này chính là một tòa đại thành gần sơn môn cửu nguyên quan cũng là một trong vài tòa thành trì lớn nhất đại kim nguyên tiên vực viên tam này chẳng lẽ là người cửu nguyên quan ý niệm trong lòng hàn lập chuyển động liền mở miệng đáp ứng viên tam lập tức lật tay lấy ra khối thủy diễn thời vương tinh kia dùng truyền vật pháp trận truyền đến cho hàn lập hai người vội vã xử lý đồ vật đến tay mình rất nhanh liền ngừng liên lạc hàn lập bấm niệm pháp quyết đóng giao dịch giới diện nhìn thủy diễn thời vương tinh trong tay khóe miệng nhịn không được nhếch lên lập tức vận chuyển đại ngũ hành nguyễn thế quyết ngưng luyện ra vòng tròn màu vàng kia bao trùm thủy diễn thời vương tinh lại sang rắc một tiếng thủy diễn thời vương tinh vỡ vụn ra vô số điểm sáng màu vàng óng hình giọt nước bắn ra dung nhập vào trong vòng tròn màu vàng, sau đó lóe lên hóa thành từng sợi tinh ti màu vàng, có chừng 41 sợi, bay vụt quấn quanh trên quang âm tịnh bình. Thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể hắn tăng mạnh, cơ hồ khôi trình độ toàn thịnh lúc trước. Hàn Lập nhắm mắt lại, thầm vận đại ngũ hành huyễn thế quyết, năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc xoay tròn quanh người, quả nhiên thông thuận hơn nhiều so với trước kia, trong lòng rất đỗi vui mừng. Hắn lập tức lắc đầu, bấm niệm pháp quyết thu hồi đại ngũ hành huyễn thế quyết, lật tay lấy ra trận đồ thông thiên kiếm trận, Tiếp tục tham ngộ huyền diệu trong đó, một khắc cũng không ngừng. Bát Hoang Sơn phía trước không biết có tình huống gì đang đợi hắn, hiện tại nhất định phải tranh thủ từng giây tăng thực lực lên. Thông Thiên kiếm đồ lơ lửng trên đỉnh đầu Hàn Lập, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ thân thể hắn. Từng sợi kiếm trận huyền ảo biến hóa từ trong Thông Thiên kiếm đồ chảy ra, sau đó chảy xuôi qua trong lòng Hàn Lập, hắn càng lý giải Thông Thiên kiếm trận sâu sắc hơn. Tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt lại qua thêm mấy năm. Rốt cuộc đã thấy Bát Hoang Sơn ở xa xa. Cương vực Man Hoang giới vực to lớn không thể nào tính được, chẳng qua tiên vực hỗn tạp khắp nơi, mới chia cắt thành từng mảnh từng mảnh khu vực hình dạng bất quy tắc, Bát Hoang Sơn xem như một chỗ thập phần đặc biệt trong đó. Sở dĩ nói nó đặc biệt là vì Man Hoang giới vực có vô số sơn hà, trong đó không thiếu một ít hùng sơn đại nhạc và giang hà mà tiên vực khó tìm được, nhưng trong đó cơ hồ hơn phân nửa dãy núi và giang hà có đầu nguồn xuất xứ từ Bát Hoang Sơn. Cho nên nói bát hoang sơn chính là chỗ đầu rồng của dãy núi và giang hà toàn bộ man hoang giới vực, cũng không tính là quá phận. Chính vì vậy, năm đó lúc tám vị chân linh vương kết thúc thời đại hỗn loạn man hoang giới vực, bát hoang sơn liền trở thành nơi bọn họ tổ chức hội minh kết thể cũng đã trở thành thánh sơn toàn bộ man hoang giới vực. Trên đỉnh núi bát hoang sơn, đứng lặng một tòa đại điện hình tròn tường thành hắc thạch. Bốn phía đại điện phong bế, ở chỗ chính giữa có một chậu than màu đỏ sầm cao cỡ nửa người, Bên trong đang có từng chùm ngọn lửa màu vàng lượn lờ thiêu đốt lên, hỏa thế không quá vượng, chiếu rọi bốn phía lờ mờ. Bốn vách tường bao quanh đại điện, đặt tám chỗ ngồi bằng đá, kiểu dáng thập phần đơn giản, nhìn tựa như là ghế đá so sài do nông gia ở thôn Dã làm ra, phía trên có cảm giác thập phần thô sơ. Sau mỗi một chỗ ngồi đều đứng lặng một tòa thạch điêu cao hơn một trượt, trong đó hơn phân nửa đều là bộ dạng hung thú dương nanh múa vuốt, chỗ chính giữa lại có một cái rất là khác biệt. Cả người nó tuyết trắng, hình như hùng sư lông bờm xóa tung, trên đầu sinh ra song rác, dưới hàm sinh ra sợi dâu, nhìn diện mục có chút hiền lành, sau lưng còn mọc lên một cái đuôi vừa dài vừa thô, xoay quanh một chỗ tựa như một đoàn mây trắng. Khác với những thạch điêu kia ghế dựa phía trước đang để trống, ghế đá trước con thú này đang ngồi đấy một nam tử trung niên thân mang trường bào tuyết trắng, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, một đôi mắt tĩnh mịch như đầm nước, xung quanh con người khảm nạm một vòng quang hoàn vàng nhạt, nhìn thật giống như ánh trăng trong đầm nước, chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ là trên đỉnh đầu gã mọc ra hai chiếc sừng nhọn uốn cong ra sau, dưới hàm còn có một tròm dâu dê, cũng không quá dài, làm cho trên khuôn mặt vốn ôn nhuận lại thêm mấy phần sinh động. Giờ phút này, trong tay nam tử đang nắm một quyển thẻ trúc màu thanh ngọc, nhưng chưa có lật xem, ngược lại ánh mắt rơi vào chiếc chậu than chính giữa đại điện, ánh mắt có chút lơ lửng bất định. Sau một lát, gã chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt lại nhiều hơn mấy phần tiêu điều. Lúc trước chính trong đại điện này, gã và mấy vị chân linh vương khác uống máu ăn thề, kết thúc cuộc diện hỗn loạn man hoang giới vực từ xưa tới nay, nhưng bây giờ tám vị chân linh vương quần hùng khó khăn, trong điện này chỉ còn lại một mình gã. Mà gã chính là người có trí tuệ nhất trong tám đại chân linh vương, thần thú bạch trạch. Nghe nói năm đó chính là do gã hòa giải, thúc đẩy bát phương hội minh. Sau đó, cũng là gã và mặc nhãn tỷ hưu hợp lực chỉnh sửa pháp điển man hoang, định ra một bộ lễ pháp cơ bản ở man hoang giới vực, từ đó mới chính thức để man hoang giới vực kết thúc thời đại hỗn loạn quần hùng tranh phong. Năm đó là ta bị bao nhiêu bạch nhãn chăm chú nhìn vào, mới gọi được đám các người vừa thấy đã ngứa mắt vào một chỗ. Hiện tại thì tốt rồi, các người đi thì đã đi, tán thì đã tán, chết thì cũng đã chết, đã thành trưởng quỹ vung tay, cục diện rối rắm này lại rơi vào trên người của ta, dựa vào cái gì chứ? Ánh mắt bạch trạch nhúc nhích một cái, đảo qua mấy cái ghế trống không khác, phàn nàn nói ra. Phàn nàn xong, gã bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn hỏa diễm trong chậu, tiếp tục nói ra. Những năm gần đây, Màn hoang chi hỏa này càng thêm chập chờn, loạn tượng toàn bộ tiên giới dần dần nổi lên. Đại thế cuốn theo, màn hoang giới vực chúng ta chỉ sợ cũng khó tránh khỏi, tu la huyết môn không thể không mở ra, các người muốn tránh thanh tịnh cũng không tránh được. Nói đến đây, bạch trạch tựa hồ lại có chút vui vẻ, nhẹ vuốt tròm dâu dê của mình, nở nụ cười. Trong đại điện bắt đầu quanh quẩn thanh âm của gã, đại phong khởi hề vân phi dương. Dưới bát hoang sơn, đứng lặng một tòa thành đá màu đen. Thành cao trăm trượng, phía dưới cổng tò vò rộn rộn ràng ràng, huyên náo không gì sánh được, đang có từng đội từng đội dị thú cóng chờ đội xe, trùng trùng điệp điệp chạy vào trong thành. Một chi đội xe cỡ nhỏ không đáng chú ý, đang xen lẫn trong tất cả đội ngũ khổng lồ, ngược lại có vẻ hơi chướng mắt. Trước một chiếc xa thú của đội xe, một nam tử ngân giác tê tộc thân hình cao lớn từ phía trước đi trở về, trên mặt hiện vẻ lo âu, không ai khác chính là tang đồ. Thạch tiền bối, chúng ta đến trấn hoang thành, cửa thành phía trước kiểm tra rất nghiêm, dựa vào thân phận hai tộc chúng ta. Có chút không đủ, chỉ sợ rất khó được cho phép vào thành, chắc là cần tiền bối ra mặt mới được. Tang đồ đi tới bên cạnh buồng xe, xoa xoa đôi bàn tay nói ra. Ngồi trong sa thú, tự nhiên chính là Hàn Lập, dọc theo con đường này, hắn vẫn giấu kín khí thức, trừ phi có đại yêu tập kích hai bộ lạc ngân giác tê và vân văn hổ, mới xuất thủ lấy thủ đoạn xét đánh đánh giết người, nếu không vẫn một mực trốn ở sau màn, không hiển sơn lộ thủy. Kể từ đó, ngược lại làm cho hai tộc ngân giác vân vân càng kính sợ hắn. Tiên giới lấy thực lực phi tôn, man hoang càng như vậy. Nói cho cùng, lấy thực lực hai người tang đồ và vân báo, tự nhiên nhìn không ra chỗ cổ quái chân linh huyết mạch trên người hàn lập, nhưng nếu gặp được tồn tại có thực lực vượt qua hàn lập, sẽ rất khó giấu giếm được. Một khi thân phận nhân tộc của hàn lập bị nhìn thấu, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn tới đây là có chính sự muốn làm, không phải đến để tìm phiền phức. Không sao, một hồi các người tiếp nhận kiểm tra thực hư, hết thảy đã có ta, không cần lo lắng. Hàn lập lạnh nhạt nói ra. Nghe Hàn lập nói lời này, lòng chịu nặng của tang đồ giảm xuống hơn phân nửa. Đoạn đường này hao tốn mấy chục năm, gã và Vân báo kiến thức qua rất nhiều thủ đoạn của vị thạch tiền bối này, càng thêm tin phục hắn. Gã nhìn thoáng qua Vân báo đang điều khiển xa thú một chút, tên kia nhẹ gật đầu, tiếp tục lái xe tiến tới phía trước. trải qua thời gian dài sống chung như vậy, quan hệ giữa bọn họ cũng đã hòa hoãn hơn rất nhiều giữa cả hai đã nhiều hơn mấy phần ăn ý. Theo dòng thời gian trôi qua, tới gần trạng vạng tối, đội xe bộ tộc hai người bọn họ rốt cuộc mới đi tới trước cổng tò vò, hai tên thủ thành cầm chấp kích, đầu ưng thân người, hai mắt lăng lệ, ngăn đội xe lại. Dừng lại, các ngươi là bộ tộc nào? Ánh mắt một người trong đó nhìn lướt qua đội xe, hỏi. chương 1163, ngăn trở. Chúng ta, chúng ta là bộ lạc ngân giác tê và bộ lạc vân văn hổ. Cuống họng tang đồ cảm giác như khô lại, hơi căng thẳng nói. Người thủ thành kia nghe vậy cũng sững sờ, quay đầu nhìn một tên sĩ tốt khác, ra điều dò hỏi. Chưa từng nghe qua, trong 16 đại hoang tộc cùng trăm bộ lạc đứng đầu, hình như cũng đều không có hai bộ lạc này, người kia suy tư một lát, lắc đầu trả lời, chúng ta là hai bộ lạc nhỏ ở tại địa hạt của bộ tộc Địa Long, Tôn Giá hẳn là chưa nghe nói qua. Vân Báo đã sớm xuống xe thú, cũng đứng cạnh Tang Đồ, nuốt nước bọt rồi nói, nghe mấy lời này sắc mặt hai tên sĩ tốt thủ thành kia đều trầm xuống ánh mắt lóe lên thần sắc khó chịu các ngươi có biết gần đây trấn hoang thành và bát hoang sơn có chuyện gì không đến thêm loạn sao nơi này sắp tới không phải là nơi các ngươi có thể tới mau chóng từ chỗ nào đến thì về chỗ đó đi một người trong đó tính khí nhẫn nại hơn nói ra tôn giá chúng ta biết bát hoang sơn muốn tổ chức huyết tự đại hội chúng ta tới chính là để tham gia thịnh hội tang đồ nói gấp lời gã vừa dứt lập tức gây ra một trận cười vang từ bốn phía một chi đội xe khác đang tới ngay sau đó, đã đi tới một cổng tò vò khác ở gần đấy. Nhân số của chúng khoảng 7 chục người, tất cả đều có sừng nhọn trên đầu, mặt như viên hầu, trên người khoác áo giáp đồng đỏ, hình thể 10 phần cao lớn, so với tang đồ còn cao hơn gấp đôi, lộ ra bàn tay đỏ thấm như máu. Chúng nhìn về phía bên này, mặt mũi tràn đầy vẻ chiêu tức. Tang đồ chỉ liếc bọn chúng một chút liền vội vàng quay ánh mắt đi. Bởi đội ngũ này chính là bộ tộc Khánh Viên, một trong 16 đại hoang tộc, cũng là một trong những chủng tộc khát máu, hiếu chiến nhất trong số tất cả bộ tộc man hoang. Năm đó, Chu Yếm, một trong man hoang bát phương, từng lưu lại bốn đứa con, sau này dần dần diễn hóa thành bốn bộ tộc khác biệt. Trong đó, kế thừa huyết mạch nhiều nhất, thực lực cũng cường đại nhất, chính là bộ tộc Khánh Viên trước mắt. So với sự kỳ thị bộ lạc Ngân Giác Tê và Vân Văn Hổ bên này, binh lính thủ thành đối với bộ lạc Khánh Viên khách khí hơn nhiều, cơ bản không tra xét bất cứ cái gì liền cho bọn chúng đi qua. Còn nhìn cái gì vậy, mau mau rời đi. Lúc này, ở cổng tò vò bên này, sĩ tốt thủ thành cũng thúc giục hai người tang đồ. Tôn giá thứ lỗi, chúng ta mang đến huyết mạch hậu duệ của một trong tám vị chân linh vương, có tư cách tiến vào trấn hoang thành. Tang đồ bất đắc dĩ, đành vội vàng đáp, nghe lời này, hai tên sĩ tốt thủ thành rõ ràng hơi ngẩn người. Là cái loại gì, lại xứng mang huyết mạch chân linh vương. Lúc này, một tiếng gầm gừ như sấm bỗng vang lên từ một bên. Tang đồ nghe vậy, tâm thần run lên, nhìn về bên kia liền thấy một tên tộc nhân khánh viên có sẹo trên mặt đang hùng hổ bước tới, vẻ mặt đầy tức giận. Chúng ta, tang đồ vội vàng cúi đầu giải thích, thế nhưng gã vừa mới mở miệng đã cảm thấy tức ngực, cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề đập lên trên tường thành, miệng thổ máu tươi, chậm rãi tuột xuống. Vân báo thấy vậy, vừa định tới đỡ gã lên, liền bị một luồng trưởng phong trực tiếp đánh vào, ngã nằm xuống đất. Tộc nhân khánh viên kia đạp một chân lên, mặt mũi đầy khinh bỉ nói, chỉ một tiểu tộc mặt hạng không vào đâu thế này, cũng xứng kế thừa huyết mạch chân linh vương, không phải vỗ mặt 16 đại hoang tộc chúng ta sao. Vân báo chỉ cảm thấy sắp bị đạp vỡ mật, trong miệng nghẹn lại, một chữ cũng nói không ra. Thực lực tên tộc nhân khánh viên này có thể so với tu sĩ Thái Ất Sơ Kỳ, hơn so với bọn gã không phải chỉ một vài cấp, căn bản là không thể chống lại. Tên đáng chết, làm bẩn chân lão tử. Khánh viên tộc nhân chửi một câu, vẻ mặt chán ghét sơ chân lên, tư thế như muốn một cước giẫm chết phân báo hàng trăm hàng nghìn người vây xung quanh nhưng không có một người mở miệng ngăn cản ngược lại đều có chút vui thú với màn máu tanh này tang đồ giấy giụa như thể muốn xông lên nhưng lại bị hai tên sĩ tốt cản lại vừa rồi để cho các người đi lại không đi hiện giờ cũng đừng đi chịu chết một người trong đó ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra tang đồ lại không quan tâm huyết quang trong mắt sáng lên hình thể lập tức tăng vọt mấy lần đưa tay nắm vào hư không một cái búa đá màu đen khổng lồ hiện lên được hắn cầm vào tay. Tuy nhiên, còn không đợi gã kịp hành động, thân hình hai tên sĩ tốt thủ thành cũng tăng vọt trong nháy mắt, trường kích trong tay giao nhau đè xuống, kẹp cổ tang đổ lại, cả giận nói, người muốn chết thì chết, đừng liên lụy chúng ta. Lúc này, chân tên khánh viên tộc kia đã nặng nề hạ xuống, từ ngực vân báo chuyển qua đầu, rõ ràng là muốn gã chết. Mắt thấy mạng vân báo sắp đi đời, tất cả người của hai bộ lạc trở nên hung hãn, không sợ chết, định xông lên, cứu thủ lĩnh của mình. Nhưng, đúng lúc này, một thanh âm thản nhiên bỗng truyền từ trong xe thú ra. Người thử đạp một cái xuống xem, thanh âm không lớn, lại vô cùng rõ ràng, truyền vào tai mọi người ở đây, khiến tất cả khẽ giật mình, nhìn về phía âm thanh phát ra. Người nào, trốn ở trong xe giả thần giả quỷ, ta đạp đấy, thì làm sao? Động tác của tộc nhân Khánh Viên kia hơi dừng lại, nhưng lập tức khóe miệng lộ ý mỉa mai cười nói, một cước nặng nề dẫm đạp xuống ầm ầm một tiếng lôi điện oanh minh một bóng người màu xanh được bao bọc bởi lôi điện màu bạc bắn ra từ trong xe trong nháy mắt đã tới trước người tộc nhân khánh viên kia không đợi y kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra lúc đó một đoàn lôi quang chợt bùng nổ cơ thể tộc nhân khánh viên kia liền cảm thấy tê dại bay ngược lại tốc độ cực nhanh trực tiếp đâm vào tường thành màu đen làm toàn bộ tường thành chấn động kịch liệt theo mọi người xung quanh đều bị tình huống đột nhiên phát sinh này chấn kinh ánh mắt sôi nổi tập trung vào bóng người màu xanh kia Đấy dĩ nhiên là Hàn Lập, vì cứu tính mạng Vân Báo, hắn không thể không hiện thân. Chỉ thấy hắn chậm rãi cúi người, nâng Vân Báo lên, phất tay lấy ra một viên đan dược màu xanh đưa cho gã rồi trao mày nhìn về hai tên sĩ tốt đang giữ tang đồ. Bọn chúng nhìn qua dáng điệu Hàn Lập liền biết không dễ trêu chọc vào, vội vàng buông tay. Tang đồ cũng vội vàng lảo đảo trở về. Hàn Lập đồng dạng lấy ra một viên đạn dược, đưa tang đồ ăn vào, ánh mắt chuyển hướng nhìn tên tộc nhân Khánh Viên kia. Người này trời sinh khí lực cường hãn, tường thành cứng rắn vốn có trận pháp gia trì và đụng gây ra nhiều vết nứt vậy mà y không bị thương gì sau khi ngã từ trên tường xuống liền vỗ đập bụi đất trên người đứng yên vững vàng tuy nhiên hàn lập không muốn làm lớn sự việc nên không thực sự duy trì vận chuyển lực lượng huyết mạch trên người mà gần như phong bế ba động tiên linh lực thân sắc hắn cứ lạnh nhạt ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm đối phương lôi bằng tộc hai tên kia là kẻ phụ thuộc của ngươi tộc nhân khánh viên kia thấy vậy không vội vã động thủ tiếp Hiển nhiên là có chút kiêng kỵ đối với Lôi Bằng tộc, mở miệng hỏi. Giống như Khánh Viên tộc, Lôi Bằng tộc cũng là hậu duệ của một trong tám vị Man Hoang Chân Linh, Du Thiên Côn Bằng, đồng thời là một trong 16 đại hoang tộc đứng đầu. Mặc dù thực lực tổng thể hơi kém Khánh Viên tộc, nhưng bọn chúng lại chịu không nổi vì tộc trưởng thực lực mạnh mẽ và vô cùng bao che khuyết điểm của tộc kia. Trong lịch sử, chỉ cần một tiểu bối được xem trọng trong Lôi Bằng tộc bị khi dễ, sự việc vì tộc trưởng này tự mình ra mặt, đánh đến tận cửa đòi công đạo cũng không ít chúng ta chỉ muốn tiến vào trong thành, có cần thiết làm đến tình trạng này không? Hàn Lập không trả lời, ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại. Lôi bằng bộ tộc ta nhận biết cũng không ít, có dám nói cho ta biết, người tên gì? Tộc nhân Khánh Viên nhướng mày, nói ra, hiện tại chúng ta có thể vào thành chưa? Hàn Lập không đáp lại y, mà lại hỏi hai tên sĩ tốt. Có thể, đương nhiên có thể, xin mời. Một tên lính vội vàng gật nhẹ đầu, trả lời gấp. Hàn Lập lập tức phất tay, đám người hai bộ lạc liền tranh thủ nâng hai người tang đồ và vân báo lên xe thú dự định vào thành trong lôi bằng tộc không nghe nói qua có nhân vật như ngươi chẳng lẽ lại là tạp chủng của tộc nào phân ra loại như ngươi không có tư cách tham gia thịnh hội cút về cho ta mắt thấy hàn lập căn bản không để mình vào mắt tên tộc nhân khánh viên kia rốt cuộc giận tím mặt lớn tiếng chửi bới đối với các tộc man hoang mà nói huyết mạch là một chuyện cực kỳ trọng yếu bị người khác chỉ thẳng mặt mắng tạp chủng cũng đã là sự việc đáng để xông lên liều mạng hàn lập vốn không phải man hoang chủng tộc bị hắn nói kiểu này trong lòng cũng không để ý quá nhiều hắn chỉ muốn thuận lợi tiến vào trấn hoang thành sau đó lại đi bát hoang sơn cứu tỉnh tiểu bạch là được nên vẫn như cũ không tức giận gì chỉ quay người đi đến khung xe nhưng hành động đó của hắn ở trong mắt những người ở đây xem ra lại là thực sự thấy sợ hãi vậy là tiếng xì xào vang lên từ bốn phía lại có không ít người ồn ào giễu cợt, kêu bọn hắn cút về. Mắt thấy vậy, tộc nhân Khánh Viên kia càng đắc ý, trong lòng khẳng định Hàn Lập chỉ là huyết mạch phân hóa bên ngoài của Lôi Bằng tộc, lập tức bước thêm một bước, chụp tới phía sau lưng Hàn Lập, trong miệng hô to. Cầu tạp trùng, muốn vào cửa này, trước hết qua cửa ta đã. Lúc y bước ra, trên mặt đất đá đen lát thành bóng vỡ tung, một bàn tay to lớn mau lẹ thò ra, trong nháy mắt đã đến vị trí sau lưng Hàn Lập, dáng vẻ như muốn bóp nát lồng ngực hắn lông mày hàn lập khẽ co lại trong lòng thở dài xem ra là không thể tránh được cùng lúc với ý niệm trong lòng thân hình hắn bỗng dịch chuyển năm ngón tay hơi cong thành dạng ưng chảo quay người bắt lấy nắm tay tộc nhân khánh viên lực lượng huyết mạch và tinh thần lực trên người hắn đồng thời bộc phát từng tia trước màu bạc tuôn ra không ngừng bên ngoài cánh tay tia điện màu bạc ngưng tụ thành vuốt lôi bằng va chạm dữ dội với nắm tay tộc nhân khánh viên ầm ầm một tiếng nổ rung trời một kình phong mạnh mẽ không gì sánh được bộc phát ra từ giữa hai người, quét ngang bốn phương tám hướng. Từng tầng điện quang màu bạc từ trung tâm nổ tung, bộc phát ra từng tia chấp hình cầu lớn bằng nắm tay, không ngừng bắn ra ngoài, khiến tất cả những người vây quanh đấy phải liên tục lùi lại phía sau. Một vài giã thú dẫn xe chấn kinh, rối rít gào rú sao động, bốn bể lâm vào hỗn loạn. Trong lòng tộc nhân khánh viên kinh hãi, lôi bằng tộc thường lấy sở trường tốc độ, sức lực dù không yếu, nhưng so với khánh viên tộc thì kém rất nhiều, nhưng ra hỏa trước mắt này vừa đánh liền dùng sức lực cứng đối cứng với mình, vậy mà còn không hề rơi xuống hạ phong chút nào, thực sự hơi cổ quái. chương 1164 Tín Vật, tộc nhân Khánh Viên kia càng thêm kinh ngạc, nhưng trong lòng thì quét ngang, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Nếu so sánh lực lượng mà mình cũng thua, vậy coi như ném sạch sẽ mặt mũi của bộ tộc y, chính mình cũng không còn mặt mũi trở về gặp tộc nhân. Chỉ nghe y quát to một tiếng, trong đôi mắt sáng lên quang mang huyết hồng, hai sừng nhọn trên đầu bỗng nhiên kéo dài ra rất nhiều, cơ bắp cũng nhanh chóng gồ lên, từng sợi gân xanh nổi lên, toàn bộ thân hình lần nữa tăng vọt gấp đôi. Đi chết đi, khánh viên tộc nhân kia quát to một tiếng, nắm đấm to lớn đánh xuống phía dưới, trên đầu quyền lại có từng tia từng sợi xương mù màu đỏ như máu tràn ra, ở trong ẩn chứa lực lượng tăng lên gấp 10 lần. Hàn lập bị cự lực này đè ép, thân thể cũng không khỏi trùn xuống phía dưới. Nhưng ngay sau đó, trong đôi mắt của hắn lại lóe lên điện quang, hai chân đã hãm sâu dưới mặt đất mạnh mẽ đạp xuống, bỗng nhiên phát lực phía dưới, cả người như một thanh lôi mâu bắn thẳng lên, vậy mà trực tiếp phá tan nắm đấm tộc nhân khánh viên tộc kia. Thân hình hắn lóe lên, bỗng nhiên bay lên trời cao, hai tay mở ra, giang ra như chim ưng dương cánh. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, trên chín tầng trời tiếng sấm đại tác, một mảnh lôi điện màu bạc như mưa to chút xuống, trong đó có một đạo thân ảnh vô cùng to lớn phóng xuống, đánh thẳng lên khánh viên tộc nhân kia. Y vừa rồi va chạm với Hàn Lập, thân hình vừa mới đứng vững liền thấy trên đỉnh đầu có một con ngân xí lôi bằng hình thể to lớn giống như núi cao bay xuống mang theo thế lôi đỉnh đâm vào trên người y ầm um, một kích này ngoài thế lớn lực nặng còn kèm theo trận trận lôi điện thường lực tên khánh viên tộc nhân kia bị đụng ngã trên mặt đất quanh thân bị vạn đạo xét đánh toàn thân trên dưới da chóc thịt bong khắp nơi cháy đen cả người y ngã thẳng tắp trên mặt đất tứ chi nhúc nhích mấy lần giống như muốn dẫy ruộng nhưng căn bản không thể nào động đậy sau khi Hàn Lập phóng xuất ra một kích này, thân hình bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt khôi phục hình người, dưới một mảnh điện quang chấp động, lui về bên cạnh xa thú đội mình, mặt không đổi nhìn về phía khánh viên tộc nhân ngã xuống đất không dậy nổi kia. Chỉ thấy tên kia mặc dù toàn thân trên dưới là một mảnh huyết nhục, giống như thương thế cũng không nhẹ, nhưng trên thực tế cũng không quá nghiêm trọng, bởi vậy cũng có thể thấy rõ tộc đàn này có thể phách cường hãn. Hàn Lập vốn cũng không muốn lấy mạng của y, trước mắt chỉ làm cho đối phương chật vật, vậy đã đủ rồi. Khánh viên tộc nhân kia vùng vẫy một lát, cảm giác chết lặng kia mới thoáng rút đi, y chậm rãi từ dưới hố đất ngồi dậy, nhìn lại hàn lập bên này, vẻ khinh miệt trong mắt đã không còn sót lại chút nào, thay vào đó là vẻ chấn kinh không thể nào tin nổi. Thống khoái, thống khoái, gia hỏa này lúc trước không phải thật khoa trương sao, hiện tại sao hết phách lối rồi. Ta nói vị tiền bối lôi bằng tộc này thực lực cường đại lại làm người điệu thấp, xem ra là vị cao nhân không xuất thế, cũng không biết là vị trưởng lão nào trong tộc. Mọi người chung quanh thấy thế, lúc đầu sửng sốt một lát, sau đó la lên một trận, nhao nhao chê cười tên khánh viên tộc nhân kia, trong ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập tràn đầy vẻ sùng kính. Mặt mũi tang đồ và Vân Báo tràn đầy vẻ hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập cũng thay đổi, trước đó trong lòng có chút bất mãn với Hàn Lập, giờ đã không còn sót lại chút nào. Hiển nhiên theo bọn họ nghĩ, có thể dễ như trở bàn tay đánh cho khánh viên tộc nhân kia là một trong 16 đại hoang tộc luôn lấy lực lượng để xưng nửa ngày không đứng dậy được, đủ chứng tỏ hắn bất phàm. Hàn Lập thấy đối phương không có ý định tiếp tục động thủ, lúc này mới thản nhiên quay người, đi đến xa thú. Nhưng ngay lúc này, thanh âm đám người chê cười im bật lại, Hàn Lập cũng nhướng mày, quay người nhìn sang. Chỉ thấy ngay cổng thành chạy ra một khánh viên tộc nhân thân mang áo giáp xích đồng, cởi chân nửa thân, thân hình so với tên trước đó còn muốn lớn hơn một vòng khí tức trên thân càng thêm trầm ổn, chỉ ít có thể so với tu sĩ thái ất đỉnh phong. Khánh sử, người đúng là phế vật, thật sự là ném đi mặt mũi chúng ta. Người kia mở miệng, tiếng nói khàn khàn nói ra, ca ca, ta, lan, khánh viên tộc nhân được gọi là khánh sử còn chưa nói ra miệng, liền bị một bàn tay người kia quạt tới, cuồn cuộn bay ra ngoài. Ca ca, ca ca khánh sử, người kia chẳng lẽ là huyết chủng mới xuất hiện của khánh viên bộ tộc. Trung quanh rối loạn một trận, có người kinh ngạc nói không sai người kia nhất định là khánh điển người thừa kế huyết mạch chu yểm thuần khiết nhất gần trăm vạn năm qua cũng là tộc trưởng đời sau chắc như đinh đóng cột của khánh viên bộ tộc lại có người cả kinh kêu lên hắc hắc lần này có trò hay xem rồi suyệt, nói nhỏ nghe nói tính tình người này cũng không tốt nếu như không muốn bị giết thì hãy kiềm chế một chút đi hàn lập nghe tiếng xì xào chung quanh lông mày không khỏi nhíu chặt đệ đề kia của ta mặc dù là phế vật thế nhưng không phải ai muốn đánh là có thể đánh nếu hắn không mang về mặt mũi cho khánh viên bộ tộc chúng ta vậy thì do kẻ làm ca ca này tìm về nói đi người muốn phân thắng bại hay là phân sinh tử thần sắc khánh điển im lặng hỏi trong lòng hàn lập phiền muộn cái này đánh nhỏ lại tới lớn một hồi đánh lớn sẽ không đưa tới kẻ già chứ chính mình dù có muốn đánh cũng không thể dây dưa lần này tới lần khác được rồi nói thì cũng đã nói người muốn chết như thế nào thấy hàn lập không nói lời nào khánh điển lại nói tiếp cơ bắp trên hai tay xoắn chặt một trận, cầu gân bạo khởi. Hàn lập nghe lời ấy, hai mắt khẽ hít một cái, thần sắc bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Hắn đứng chắp tay, lòng bàn tay trong tay áo rung động ầm một tiếng, từng đạo hồ quang điện màu bạc thật nhỏ nhảy lên không thôi. Mọi người chung quanh giờ phút này đã triệt để yên tĩnh trở lại, lực chú ý đều tập trung trên thân hai người, muốn nhìn xem khánh điển kia rốt cuộc trong mấy chiêu có thể đánh giết lôi bằng tộc nhân kia. Hai người tang đồ và vân báo càng không dám thở mạnh, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, tựa hồ đang do dự có nên thừa dịp này quay người bỏ chạy hay không. Dù sao theo bọn họ nghĩ, Hàn Lập tuy mạnh, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của tộc trưởng đời tiếp của khánh viên bộ tộc trước mắt này, hai tiểu tộc mình nếu gặp rủi ro này, sợ là không chịu nổi a. À. Ngay lúc bầu không khí dương cung bạt kiếm trước cổng thành, xung đột hết sức căng thẳng, một âm thanh thanh thúy vang lên, bỗng nhiên phá vỡ cục diện hiện tại a. À, ca, ca, đây không phải là thạch đầu ca ca à. Hàn lập vừa nghe thanh âm có chút quen thuộc này, đầu tiên hơi sướng sờ, lập tức nhìn lại chỗ cửa thành. Chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy ngắn tuyết trắng, dáng điệu uyển chuyển, đang bước một bước hai chạy đến bên này, trên gương mặt tuyệt đẹp hoàn mỹ của nàng, phảng phất tự nhiên mang theo vài phần mị hoặc chi khí, khiến cho tất cả mọi người tại đây đều không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Dù là khánh điền kia, trong nháy mắt ánh mắt rơi vào trên người thiếu nữ cũng không rời đi được. Nhưng mà, trong mắt thiếu nữ kia lại là quang mang sáng láng, tràn đầy ý cười ngây thơ, trong đôi mắt đều là thân ảnh hàn lập, căn bản không chứa bất cứ người nào xung quanh. Nhạc nhi, đuôi lông mày hàn lập khẽ cong, cười kêu lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một trận gió thơm sông lên mũi, trong ngực hàn lập đã nhiều ra một thân thể nhỏ nhắn mềm mại không xương. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, từng cặp mắt cơ hồ muốn phun lửa, càng ghen ghét hàn lập tới cực điểm, vừa rồi bởi vì hắn đánh bại khánh sử sinh ra một chút hảo cảm, trong nháy mắt không còn chút nào. Thiếu nữ này tự nhiên không ai khác, chính là tiểu hồ ly liễu nhạc nhi, năm đó ở linh hoàn giới cùng hàn lập sống nương tựa vào nhau ca ca ngươi sao lại tới đây ngươi đến cũng không nói với ta một tiếng ta đi nghinh đón ngươi a à. vừa rồi ở trong thành ta đã nhận ra khí thức của ngươi chỉ là như ẩn như hiện ta cũng không cách nào xác định rõ cũng là ôm tâm thái chờ may mắn đi tới xem một chút không ngờ lại đúng là ngươi liễu nhạc nhi hết sức kích động giọng nói lộ ra mười phần gấp gáp hàn lập nắm bờ vai của nàng đẩy nàng thoáng ra mấy phần quan sát trên dưới một chút sao lại gật đầu cười nói thật là đã trưởng thành không còn là tiểu cô nương cưỡi trên cổ ta lúc trước nữa liễu nhạc nhi nghe vậy nhớ tới chuyện cũ năm đó nhịn không được khuôn mặt đỏ lên một màn này rơi vào trong mắt mọi người càng là làm ánh mắt bọn họ mê say thiếu nữ này rõ ràng chưa từng thi triển mỹ hoặc chi thuật lại làm bọn họ như uống tiên nhưỡng tâm thần dập dờn không thôi từ đâu tới tiểu nha đầu này tranh thủ thời gian tránh ra cho ta khánh điển cứ thế đứng nguyên tại chỗ một lát đè nén ý niệm trong lòng xuống, phẫn nổ quát. Hàn lập nghe tiếng, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần hỏa khí, vô duyên vô cơ bị khiêu khích không nói, ngăn tại nơi này nửa ngày, lại đưa tới nhiều người vây xem, một khi có gia hỏa cấp đại la xuất hiện, thân phận của hắn chắc chắn không thể giấu được. Ngay lúc hắn dự định tiến lên giải quyết hết phiền phức nơi này, liễu nhạc nhi bỗng nhiên duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, khoác lên cánh tay của hắn. Sau đó, nàng vượt qua hàn lập đi tới trước người hắn, nhanh nhẹn thi lễ với Khánh Điển các hạ là khánh viên tộc đạo hữu a vật này các hạ chắc nhận ra chứ liễu nhạc nhi nói một câu lật bàn tay một cái trong lòng bàn tay liền nhiều ra một khối lân phiến hình tròn lớn chừng bàn tay nàng dương vật trong tay lên để khánh điển thấy rõ ràng hơn ánh mắt hàn lập quét qua liền nhìn thấy lân phiến kia toàn thân trắng như tuyết mặt ngoài còn có từng tầng từng tầng ấn ký gợn nước lông mày không khỏi hơi nhíu ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc hắn phát hiện năm đó sau khi rời khỏi bí cảnh tuế nguyệt tháp lợi kỳ mã đã đưa cho hắn một vật, vậy mà giống vật này như đúc. Không chỉ là hắn, nhiều người chung quanh cũng nhìn thấy vật này, lúc nhận ra nó, nhao nhao kho mình hành lễ, thậm chí trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, làm lễ bái. Điều này khiến cho trong lòng Hàn Lập càng kinh ngạc vạn phần. Đây là tín vật chân linh vương, người sao lại có. Hẳn là, sau khi không người, Khánh Điển nhịn không được nói. Không sai, tiểu nữ chính là thiên hồ tộc nhân. Liễu nhạc nhi tươi sáng cười một tiếng, nói ra. Nhạc Nhi, lần phiến này là vật gì vậy? Sao thấy có vẻ thập phần chân quý? Hàn Lập truyền âm hỏi. ca, ca hóa vũ lần này chính là tín vật đặc hữu của chân linh vương, đương thời chỉ có bảy mảnh. Nó đại biểu chân linh vương tín nhiệm, thiên hồ bộ tộc chúng ta đi theo chân linh vương, lâu ngày công cao, mới được thưởng một cái. Lão tổ thiên vị ta, một mực để cho ta mang theo bên người. Liễu Nhạc Nhi truyền âm giải thích. Hàn Lập nghe xong, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Vật trọng yếu như vậy, lợi kỳ mã làm sao lại đưa cho mình?